Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 221, đuổi đi một. Đây là bái thiếp của chúng ta, mong rằng tôn quản gia đưa giúp một chút. Nhận được Dương sư triệu kiến, hai người huynh đệ ta nhất định sẽ cảm kích tình nghĩa ngươi thông báo. Hình như nhìn ra được Tôn Cường kiêng kỵ, Lục Tâm mỉm cười, chắp hai tay ở sau lưng, lộ ra nụ cười tự tin. Từ nhỏ đến lớn, hắn một đường xuôi dòng thuận gió, hơn nữa mấy năm nay đánh ra danh tiếng, hắn có tự tin và phong độ này. Chỉ cần ở bên trong Thiên Huyền Vương quốc, đưa ra cái tên, Lục Tâm, này, ai chẳng nhìn với cặp mắt khác, lễ độ thêm ba phần. Nếu nói trước đây, dựa vào thân phận, đế sư của phụ thân hắn, Lục Trầm Đại Sư, vậy bây giờ, lão sư sao Kim Lục Tâm, lại là danh hiệu do chính hắn đánh ra. Được rồi. Tôn Cường gật đầu, cầm bái thiếp ở trong lòng bàn tay, không có dừng lại quá lâu, đi vào phủ đệ. Tuy rằng Lục Tâm hiện tại chỉ là lão sư sao Kim, nhưng dựa vào kinh nghiệm, trở thành danh sư là chuyện ở trong tầm tay. Vấn đề giữa các danh sư, hắn một quản gia nho nhỏ, cũng không muốn dính vào quá nhiều. Tất cả vẫn do lão gia quyết định. Cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thấy người béo mập trước mắt nghe được tên, thái độ thay đổi lớn như vậy, xoay người đi vào, Vương Siêu hừ lạnh, vẻ mặt xem thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tình hình về Tôn Cường. Hắn đã sớm nghe được, chỉ là ông chủ của một cửa hàng cho thuê mà thôi. Cũng không biết Dương sư nhìn chúng hắn về điểm nào, lúc này mới biến hóa nhanh chóng, có thân phận như bây giờ. Hơn 40 tuổi mới đạt tới bì cốt cảnh, mập mạp như lợn, không có bản lĩnh gì, còn dám la hét đối với mình. Nếu không phải là nể tình hắn là quản gia của Dương sư, khẳng định đã sớm ra tay dạy dỗ hắn. Nhân vật nhỏ mà thôi, Vương huynh không cần để ý. Lục Tâm mỉm cười. Hóa ra là Lục Tầm lão sư và Vương Siêu lão sư. Vừa không nhận ra được, thất kính thất kính. Hai vị lão sư lại là nhân vật nổi danh nhất trong cả học viện, ta vẫn muốn tới thăm hỏi, không nghĩ lại gặp được ở chỗ này. Thực sự là may mắn ba đời, sau đó có khả năng còn có chuyện phải làm phiền hai vị lão sư. Trong tai nghe thấy lời nói chuyện của bọn họ, đám người xếp hàng ở phía sau không tức giận giống như trước nữa. Mỗi một người đều đặc biệt khách khí. Sư giả chia ra làm hai tầng lớp lão sư bình thường và danh sư. Lão sư bình thường phân ra ba loại lão sư sơ cấp, cao cấp cùng với sao kim. Danh sư lại chia ra làm hai loại học đồ cũng gọi là trợ giáo và danh sư chính thức. Lục Tâm, Vương Siêu tuy rằng vẫn dừng lại ở cấp bậc thứ nhất, nhưng dĩ nhiên đạt tới đỉnh phong, thu được tư cách đi tới danh sư. Chỉ cần lấy được sự tán thành của một vị danh sư, bọn họ có thể lập tức trở thành danh sư học đồ, thay ra đổi thịt. Gà mái biến thành phượng hoàng. Loại thân phận này, cho dù những người chờ ở trước cửa mỗi người có thực lực không kém hơn, địa vị được tôn sùng, cũng không dám đắc tội. Hơn nữa, hai người bọn họ hiện tại đang thăm hỏi Dương sư, nếu may mắn không chừng sẽ được coi trọng. Một khi thành học đồ của Dương sư, đến lúc đó mới nịnh bợ, có thể đã muộn. Thấy thái độ mọi người như thế, hai người Lục Tầm đồng thời cười tươi, bàn tay bóp một cái, rất có cảm giác cao cao tại thượng. Chỉ điểm Giang Sơn. Dường như giờ phút này, bọn họ đã biến thành danh sư học đồ. Tuổi còn trẻ lại sáng tạo ra danh tiếng lớn như vậy, không phải là vì cái này sao? Hai vị cũng không cần tức giận với quản gia kia. Chờ các vị trở thành học đồ của Dương sư, nói vậy cho hắn thêm 10 lá gan hắn cũng không dám nhiều lời. Một người tu luyện nịnh bợ, cười nói. Đúng vậy, trở thành học đồ, chính là đệ tử đích truyền của Dương sư, tương đương với hậu bối. Hắn là một quản gia, người hầu mà thôi. Lại một người nói. Các vị khách khí rồi. Trở thành học đồ khó khăn tới mức nào. Làm gì có thể dễ dàng như vậy được. Ngoài miệng Lục Tâm nói lời khiêm tốn, trên mặt lại lộ ra dáng vẻ tươi cười, tự tin, ngoài ta ra còn ai nữa. Cũng đúng, trong toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc hắn được xem là người đứng đầu trong những lão sư sao kim lợi hại nhất. Nếu như danh sư thật sự thu học đồ, hắn khẳng định việc nhân đức không nhường ai. Không người nào có thể so sánh. Lục lão sư khiêm nhường, ta trước đó lại nghe nói Lưu sư đã sớm có ý thu ngươi làm học đồ. Ta cũng nghe nói, chỉ có điều, ngay cả Lưu sư cũng muốn tới thăm hỏi Dương sư. Nếu như có thể trở thành học đồ của hắn, khởi điểm khẳng định càng cao hơn. Nếu thật sự trở thành học đồ của Dương sư, sợ rằng địa vị đã không thua kém gì danh sư nhất tinh. Đến lúc đó chúng ta khẳng định còn phải dựa vào hai vị lão sư nhiều hơn. Mấy người lại nịnh nọt. Yên tâm đi,
nếu như Dương sư thật sự thu ta làm học đồ, chắc chắn sẽ không quên các vị. Hai người Lục Tầm đồng thời cười, lúc đứng ở trước mặt mọi người, giống như hoa sen lộ ra khỏi nước bùn, cao quý không thể tả xiết, khiến người ta âm thầm cảm thấy mình dơ bẩn, không dám nhìn thẳng. Két. Nhưng vào lúc này, cửa viện két một tiếng mở ra. Tôn Cường lại đi ra. Thấy hắn đi ra, hai người bước lên trước. Đã làm phiền Tôn quản gia thông báo, vẫn mong đi trước dẫn đường. Vương Siêu khẽ cười, lông mày thoáng nâng lên, lại muốn đi về phía trong viện. Còn chưa đi được hai bước, hắn đã bị một bóng người mập mạp ngăn cản ở phía trước. Chỉ thấy vẻ mặt cổ quái Tôn Cường nhìn qua. Lẽ nào Dương sư không để cho chúng ta tiến vào trong? Sắc mặt Vương Siêu trầm xuống. Không phải chứ, trên bái thiếp hai người đã viết kỹ càng tỉ mỉ về thành quả dạy học trong mấy năm nay, tuyệt đối là lão sư sao kim. Làm sao có thể không được triệu kiến? Tiến vào trong, ai bảo các ngươi tiến vào? Cho hai người các ngươi lựa chọn. Hoặc là xếp hàng, hoặc là, cút đi. Tôn Cường vẫy bàn tay một cái. Ngươi, không nghĩ tới đưa lên bái thiếp, đối phương vẫn là bộ dáng này, Lục Tầm, Vương Siêu thiếu chút nữa tức nổ phổi. Đây là ý của Dương sư sao? Quản gia nho nhỏ, ngàn vạn lần không nên tự ý làm sai. Lục Tầm bước lên trước. Vừa rồi lưu lại uy phong cho mọi người, mình cảm giác hài lòng, cho rằng Dương sư nhất định triệu kiến. Kết quả đối phương lại muốn đuổi người đi. Nếu thật sự đi như thế, thanh danh của hắn tuyệt đối cũng sẽ lập tức quét ra rác, lại không ngóc đầu lên được. Tự ý làm sai, người đâu, đuổi hai kẻ quấy rối này ra ngoài. Tôn Cường lười để ý tới, ngoắc tay. Chương 222, đuổi đi hai. Mấy tên hộ vệ từ phía sau cửa đi ra, mỗi người cầm một cây gậy, đi về phía hai người Lục Tầm. Ngươi, Vương Siêu tức giận, sắc mặt đỏ lên. Tôn Cường, ngươi dám. Ngươi nói vậy là có ý gì? Cầm gậy gộc đuổi người đi. Xem chúng ta là kẻ ăn mày sao? Chúng ta lại là lão sư sao kim, là tồn tại trong toàn bộ Hồng Thiên Học Viện, thậm chí Thiên Huyền Vương Quốc cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Nếu thật sự bị ngươi đuổi ra ngoài, uy nghiêm ở đâu? Có gì không dám, lão gia nói, bất luận là ai, muốn gặp hắn, đều cần xếp hàng, nộp lên 300 vạn kim tệ. Lão sư cũng không thể ngoại lệ, nếu không... Ai cũng cầm một bái thiếp qua, lão gia còn không phải bận chết sao? Còn là lão sư sao kim, ta nhổ vào, tiền không trả, muốn chen ngang, đừng giả vờ giả vịt, làm mất mặt lão sư. Tôn Cường khinh bỉ liếc mắt nhìn hai người, khoát tay áo, giống như là đuổi con ruồi. Đuổi đi cho ta. Hắn vừa rồi cũng rất khẩn trương. Sau khi đưa bái thiếp cho lão gia chỉ hỏi một câu, giao tiền không? Nghe được không giao, lão gia lại khoát tay áo. Nói một câu làm theo quy định. Từ điểm này cũng có thể thấy được, lão sư sao kim gì đó. Căn bản không coi ra gì. Cũng đúng, ngay cả ba danh sư qua, lão gia còn hờ hững. Một lão sư sao kim nho nhỏ mà thôi, đã tính là cái gì? Nghe được Tôn Cường phân phó, mấy tên hộ vệ đi tới trước mặt. Hai vị lão sư, xin mời. Nói xong tất cả đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Còn tưởng rằng lão sư đều coi trọng mặt mũi, hóa ra không giao tiền, đưa ra một bái thiếp, đã muốn trà trộn đi vào. Dương sư làm đúng, đối xử bình đẳng, lão sư cũng không có đặc quyền. Bội phục, không có tiền còn chen ngang, da mặt thật là dày. Mệt cho ta vừa rồi còn muốn cùng hắn kết giao. Loại người không có phẩm chất này, Dương sư khẳng định cũng chướng mắt. Còn muốn trở thành danh sư, buồn cười. Không chỉ ánh mắt hộ vệ không dễ nhìn. Mọi người xung quanh, mỗi người đều hừ lạnh. Phần lớn bọn họ đều nộp tiền, xếp hàng đã mấy ngày, chưa từng nhận được triệu kiến. Cái gì cũng chưa từng đưa ra, đã muốn vọt vào. Đùa kiểu gì vậy, đây không phải là muốn bị ăn mắng sao? Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình giống như nhìn kẻ ngu si, Lục Tầm, Vương Siêu thiếu chút nữa lập tức phun máu. Sỉ nhục rõ ràng, khiến cho bọn họ choáng váng từng đợt. Tất cả mọi người không muốn gặp mặt xấu hổ. Chi phí 300 vạn thăm hỏi cơ bản đều lặng lẽ đưa ra, trong lòng hiểu không nói ra. Lục Tầm cũng đã sớm tính toán được, viết lên bái thiếp, ngôn từ thành khẩn một chút. Cho dù đối phương không gặp bọn họ, cũng nhất định sẽ chiếu cố tới thân phận sẽ không nói rõ ra. Tên mập này thì hay rồi, không chỉ mở miệng nói ra, còn là loại ánh mắt này. Hai người Lục Tầm khóc không ra nước mắt. Em gái ngươi à? Lần này, mặt mũi xem như là vứt xuống trận nhà bà ngoại.
Nếu như trên mặt đất có khe nứt, bọn họ tuyệt đối đã sớm chui vào. Ngươi, còn muốn tiếp tục nói chút lời xã giao, tìm về chút mặt mũi, Vương Siêu lại cảm thấy cánh tay căng thẳng, bị Lục Tầm kéo đi. Thật ngại quá Tôn quản gia, là chúng ta lỗ mãng. Ngày hôm nay chúng ta lại cáo từ trước. Nói xong hắn xoay người rời đi. Vị Tôn quản gia này chính là một chảy gỗ, cái gì cũng dám nói. Không mau chóng rời đi, tiếp tục đợi ở đây nữa, sợ rằng không những bị tức chết, khẳng định còn có thể càng lúc càng mất mặt. Có thể trở thành lão sư sao Kim, tất nhiên không ngốc. Thấy bằng hữu tốt xoay người rời đi, Vương Siêu cũng ý thức được vấn đề này, oán hận liếc mắt nhìn Tôn Cường, sau đó đi theo sát. Lục Tầm, bây giờ làm sao đây? Rời khỏi đoàn người, đi tới một ngõ nhỏ không người, hai người ngừng lại. Vương Siêu không nhịn được mở miệng. Vốn tưởng rằng đưa lên bái thiếp, đối phương nhất định sẽ coi trọng. Chỉ cần được gọi vào, bọn họ tự tin dựa vào học thức, nhất định có thể thu hút sự chú ý của đối phương. Dù nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới, người ta không những không có cho tiến vào, còn muốn vạch trần chuyện bọn họ không giao tiền. Vô cùng phiền muộn, khiến cho hai người sắp phát điên. Còn có thể làm sao nữa? Đưa tới 300 vạn, sau đó quang minh chính đại tiến vào trong. Lục Tầm cắn răng. Nhìn thấy Dương Sư, mới có khả năng thể hiện sở học, làm cho đối phương nhìn với cặp mắt khác. Ngay cả người còn không nhìn thấy được, cùng quản gia tranh cãi nữa có ích lợi gì. 300 vạn, đi nơi nào lấy ra được đây? Mặt Vương Siêu giống như trái mướp đắng. Người cũng biết, ta và lão gia tử ầm ĩ mâu thuẫn. Hắn có cũng sẽ không cho. Lại nói, ta mở miệng thế nào? Lục Tầm lắc đầu. Ban đầu, lão gia tử nhà chúng ta có thể lấy ra. Nhưng ngay mấy ngày hôm trước, học được một bộ thương pháp lợi hại, nộp học phí mấy trăm vạn, cũng không có tiền. Đừng nói 300 vạn, hơn 10 vạn cũng khó khăn. Vương Siêu cười gượng. Lão gia tử nhà bọn họ, mấy ngày qua như mê như say học tập thương pháp, ngay cả hắn cũng không gặp mặt được một lần. Đừng nói không có tiền, cho dù có, chỉ sợ cũng không lấy được. Đúng vậy, nên làm cái gì? Hai người đều có chút sầu muộn. Lục Tầm, thật sự không được. Ngươi hỏi Thẩm Truy bệ hạ mượn một chút. Ngươi không phải từ nhỏ lớn lên ở vương cung sao? Mượn 300 vạn, không khó lắm. Một khi trở thành học đồ, trả lại hắn là được. Đột nhiên nhớ tới một việc, Vương Siêu không nhịn được nói. Thẩm Truy bệ hạ. Lục Tầm xoa xoa mi tâm. Qua một lát, hắn nói. Được. Chương 223, trị liệu cho Thẩm Hồng 1. Lại ở thời điểm Lục Tầm, Vương Siêu suy nghĩ làm thế nào mượn được 300 vạn. Bái kiến, Dương Sư, đương sự Trương Huyền đang cau mày. Mục đích Lục Tầm đến đây bái kiến, suy nghĩ một chút hắn có thể hiểu rõ. Gặp cùng không gặp, đối với hắn mà nói đều không có vấn đề gì. Hắn cũng không để cho Tôn Cường quá mức khó xử. Giữa hai người chỉ là đánh giá sư giả bình thường, không dính dáng tới thù hận, không cần thiết cố ý gây phiền toái. Lại nói, hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ tới điều này. Bởi vì... đứng trước mắt hắn là một người áo đen. Người này là từ cửa sau tiến vào, trang phục màu đen, gương mặt bị che kín, khiến người ta không nhìn ra được là ai. Ban đầu còn tưởng rằng muốn người này tới gây phiền toái. Ai biết vừa đến trước mặt, người này lập tức khom người, chậm rãi lấy miếng vải đen che mặt xuống. Thẩm Truy bệ hạ, ngươi làm vậy là... nhìn thấy rõ ràng diện mạo, Trương Huyền ngây người tại chỗ. Còn tưởng rằng là trộm cắp, cường đạo các loại. Không nghĩ tới là Thẩm Truy bệ hạ hôm qua mới gặp. Đường đường là quốc vương, toàn bộ vương quốc đều là của hắn. Hắn không quang minh chính đại thăm hỏi, mặc toàn trang phục màu đen lặng lẽ qua, bộ dạng thần thần bí bí, đây là muốn làm gì? Ta mạo muội đến đây, là muốn mời Dương Sư, cứu người. Thấy ánh mắt chất vấn của hắn, Thẩm Truy bệ hạ vội vàng giải thích. Cứu người. Trương Huyền nghi ngờ. Quần áo màu đen, lặng lẽ lẻn vào phủ đệ. Đây không phải là cứu người. Là giết người đi. Ta không phải đã nói sẽ ra tay sao? Hắn nhướng mày, nhìn lại. Đối phương muốn cứu chữa lão tổ của bọn họ, ngày hôm qua cũng đã nói. Hơn nữa, điều kiện mình đưa ra vốn đã nói rõ ràng. Thế nào lúc này đã chạy tới? Lẽ nào người này cảm thấy bí tịch thông huyền cảnh không tiện thu thập, định dùng lực cưỡng ép? Nghĩ vậy, hắn không nhịn được cảnh giác một hồi. Có thể trở thành quốc vương của một quốc gia. Thực lực của vị Thẩm Truy bệ hạ này khẳng định đã sớm đạt tới thông huyền cảnh đỉnh phong. Tuy rằng gần đây hắn tiến bước rất lớn, gặp phải cường giả siêu cấp thực lực như vậy, vẫn không phải là đối thủ.
Chỉ có điều, ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn lại lập tức lắc đầu. Trước đó không nói đối phương biết mình là danh sư. Cho dù không xác nhận được, muốn để mình cứu người, cũng không dám làm như vậy. Nếu chẳng may mình tức giận không ra tay, hoặc cố ý làm sai, đừng nói cứu người, sợ rằng sẽ chết nhanh hơn. Ta biết mạo muội đến đây tìm Dương sư, là ta không đúng. Vốn ta định chuẩn bị cho tốt bí kỹ thông huyền cảnh lại tới mời. Nhưng ai biết, tối hôm qua tình hình của lão tổ đột nhiên nặng thêm. Sợ rằng, ngày hôm nay cũng không kiên trì qua nổi. Thẩm Truy bệ hạ nhìn ra được đối phương không vui, vội vàng khom người giải thích. Cho nên, ta chỉ đành mạo muội đến đây, hy vọng Dương sư có thể đi với ta một chuyến, cứu chữa cho lão tổ nhà ta. Không kiên trì nổi, cho dù bảo ta cứu người, cũng không đến mức mặc thành như vậy chứ. Trương Huyền đầy vẻ bất đắc dĩ. Ngươi lại là quốc vương của một quốc gia, cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong. Cho dù lão tổ sắp chết, muốn cho ta ra tay, cũng không cần thân mặc áo đen, che mặt leo tường đi đến đây. Làm vậy giống như muốn giết người. May mắn những hộ vệ kia thực lực không cao. Nếu không, lập tức đánh chết ngươi, chắc hẳn cũng sẽ chết vô ích. Sức khỏe của lão tổ là chuyện cơ mật lớn nhất của cả vương quốc, hoàn toàn không thể truyền ra ngoài. Thẩm Truy bệ hạ giải thích. Thiên Huyền Vương quốc dựa vào vị lão tổ này mới có thể có được bình an. Không ít người đều biết thân thể hắn không tốt. Nếu như Thẩm Truy bệ hạ quang minh chính đại tới trước mời, các thế lực khác nhận được tin tức, có thể đoán ra nguyên nhân. Một khi chữa trị không hết, nhất định bọn họ sẽ dục dịch, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà đổi lại thành người khác mời, lại không đủ tôn trọng. Hắn rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là tự mình che đi thân hình, lặng lẽ qua đây. Hắn là cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong, tránh mọi người, tiến vào đây, không tính là vấn đề quá khó. Ừ, nghe đối phương giải thích xong, Trương Huyền lúc này mới hiểu được. Được, ta đi với ngươi xem thử. Xem ra vị quốc vương bệ hạ này xem mình thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Chỉ có điều, đối với hắn mà nói không có vấn đề gì. Dù sao cũng là giao dịch, nếu quả thật có thể cứu vị lão tổ kia, chuyện bí tịch thông huyền cảnh khẳng định không dám đùn đẩy. Chỉ cần tìm được hơn 1.000 quyển bí tịch thông huyền cảnh, thu thập được câu nói chính xác, thực lực của hắn khẳng định còn có thể nhanh chóng tăng thêm. Bên ngoài tai vách mạch rừng, có khả năng còn phải làm phiền Dương sư theo ta từ cửa sau rời đi. Nghe thấy hắn đáp ứng, hạ ánh mắt Thẩm Truy bệ lóe lên sự hưng phấn. Ngay sau đó hắn thoáng lộ ra vẻ áy náy nói. Không sao. Trương Huyền gật đầu. Hắn sai người tìm gọi Tôn Cường tới, căn dặn một tiếng, sau đó đi theo Thẩm Truy bệ hạ. Lặng lẽ rời khỏi phủ đệ. Vù. Phía trên nóc nhà Thiên Huyền Vương Thành, hai bóng người giống như chim bay, lướt qua. Tu vi không đạt được đỉnh lực cảnh, cho dù tập trung ánh mắt, cũng chỉ thấy hai bóng đen, căn bản không nhìn thấy rõ rốt cuộc là người nào. Đó chính là hai người Trương Huyền và Thẩm Truy đi tới Vương Cung. Thân là cường giả thông huyền cảnh, hơn nữa tu luyện võ kỹ không tầm thường, tốc độ Thẩm Truy đi tới phía trước cực nhanh. Chỉ có điều, khi thấy Dương sư phía sau, một chút lòng kiêu ngạo hắn cũng không có. Một đường đi về phía trước, hắn thay đổi 12 loại thân pháp, chạy kiệt sức, đầu lưỡi đều nhanh thè ra. Dương sư phía sau lại nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, hít thở hoàn toàn không có chút gấp gáp nào, dường như hoàn toàn không để ý chút nào. Tuy rằng không nhìn ra thực lực chân chính của đối phương, nhưng chỉ dựa vào điểm ấy, có thể nhìn ra chân khí của đối phương hùng hậu hơn hắn rất nhiều, thân pháp không có để lại bóng, càng cường đại hơn. Căn bản không phải cùng một khái niệm. Có thể có chân khí hùng hậu và thân pháp tuyệt diệu như thế, thực lực lại làm sao có thể thấp được. Chương 224, trị liệu cho Thẩm Hồng 2. Thảo nào hắn có thể khiến cho ba vị danh sư đều bội phục không thôi. Chỉ riêng thực lực như vậy, lại khẳng định vượt qua thông huyền cảnh đỉnh phong. Không chừng, còn là một cường giả siêu cấp vị tông sư cảnh. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn càng thêm kính nể. Thẩm Truy đi phía trước càng nghĩ càng sợ hãi, còn Trương Huyền đi phía sau, nói thật, trong lòng cũng đầy phiền muộn. Người này ngay từ lúc đầu lại dùng toàn lực chạy như điên. Nếu như không theo kịp, thân phận cũng rất dễ dàng bị lộ. Hắn không thể làm gì khác hơn là cắn răng kiên trì tới mức sắp muốn nôn ra máu. Hắn chỉ có ích huyệt cảnh đỉnh phong, mặc dù mở huyệt đạo trước kia chưa từng có ai, lực lượng có thể so với thông huyền cảnh trung kỳ. Nhưng so với đối phương loại cường giả đỉnh phong đứng đầu vương quốc, vẫn kém hơn một đoạn rất lớn. May là mấy ngày hôm trước, hắn vừa học được thân pháp thiên đạo,
phương diện tốc độ tăng thêm không ít. Bằng không, đừng nói đuổi kịp, sợ rằng một chút thất thần, lại biến mất không thấy bóng dáng, mắt mở trừng trừng ăn đất. Dù vậy, cũng có nhiều lần hắn thiếu chút nữa bị bỏ rơi. Hắn không thể làm gì khác hơn là vận dụng thiên đạo đồ thư quán, tìm ra chỗ thiếu hụt và thói quen trong thân pháp của đối phương, sớm làm ra phán đoán, đi tới khoảng cách gần hơn, lúc này mới bị tụt lại ở phía sau. May mắn thân pháp của hắn có nhiều chỗ thiếu hụt, bằng không mình thật sự bị bỏ rơi, cao nhân cũng không mong giả vờ được. Đối phương lao đi cực nhanh. Thứ nhất, tình hình của lão tổ vương thất khẳng định không lạc quan, trong lòng sốt ruột. Thứ hai, khẳng định mang theo ý thử dò xét. Nếu là danh sư thực sự lợi hại, tốc độ tự nhiên phải nhanh hơn nhiều. Cho dù dùng toàn lực cũng không tính là gì cả. Không theo kịp, xem như vị thẩm truy bệ hạ không dám trực tiếp nói ra, cũng trong lòng tất nhiên có nghi ngờ. Chính là bởi vì hiểu rõ điểm ấy, hắn mới cảm thấy phiền muộn. Chuyện gì thế này, nói rõ là đi cứu người, kết quả thành thi chạy. Phải liều mạng đuổi kịp mới được, nếu không phải là e ngại hình tượng, cao nhân, chỉ sợ hắn đã sớm một cước đạp qua. Đây là mời hắn giúp một tay hay mời hắn thi chạy? Mấu chốt dùng toàn lực đuổi kịp, còn hoàn toàn không thể lộ ra sự mệt mỏi dã rời. Nếu không phải là mấy ngày qua vừa đột phá, chân khí trong cơ thể phát ra dao động, sợ rằng mình thật sự lại lộ ra sơ hở. Đau chứng, giả vờ làm một cao nhân, cũng không dễ dàng như thế. Thật sự không để cho người sống nữa. Nếu như cho Tôn Cường biết được ý nghĩ này, khẳng định biểu hiện tán thành sâu sắc. Hắn cũng bởi vì giả vờ cao nhân một hồi, thiếu chút nữa làm mình giả chết. Bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, muốn nôn ra máu. Đồ của Triệu Nhã các nàng đã đến, chờ tìm được bí tịch thông huyền cảnh, để vị Dương Huyền này rời đi. Trong lòng hắn âm thầm quyết định. Tuy rằng ngụy trang thành danh sư được người người tôn trọng, địa vị được tôn sùng, nhưng phiền phức cũng nhiều. Một khi bị người khác nhìn thấu, bị đánh chết cũng là nhẹ. Hiện tại xem ra, thẩm truy bệ hạ tìm được bí tịch, để vị Dương Huyền danh sư này biến mất. Một đường đi tới, mười mấy phút sau, bọn họ đã đi tới trước vương cung. Xem ra đã sớm căn dặn trước, bọn họ một đường đi về phía trước hoàn toàn không gặp phải bất kỳ ngăn cản nào. Thời gian không lâu, hắn nhìn thấy được một đại sảnh rộng rãi. Đang ở bên trong, thẩm truy bệ hạ đẩy cửa đi vào. Trong đại sảnh, đám người lưu sư, trang sư đều đang ở đây. Mỗi một người đều nhăn mặt nhíu mày, nhìn về phía một lão gì nằm cách đó không xa. Nền tảng của Thiên Huyền Vương quốc, Thẩm Hồng. Mấy ngày hôm trước, thời gian vừa tới, lão già có râu tóc bạc trắng này còn có thể một mình đi lại. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nằm ở trên giường, hít vào thì ít, thở ra lại nhiều. Xem ra hắn sẽ chết bất cứ lúc nào. Dương sư, thấy bọn họ đi vào, đám người lưu lăng tiến lên nghênh đón. Trải qua lần trước thăm hỏi, biết vị Dương sư trước mắt này có thể là danh sư cấp bậc cao hơn bọn họ, ba người hoàn toàn không dám có chút khinh thường nào. Vẫn mong Dương sư ra tay. Thẩm truy bệ hạ nhìn qua, vẻ mặt sốt ruột. Có thể cứu, ta nhất định sẽ ra tay. Trương Huyền đáp một tiếng, đi tới trước mặt lão già. Thẩm Hồng trước mắt so với Trần Tiêu Đan sư nhìn thấy trước đó, tử khí còn muốn nặng hơn. Hắn nằm thẳng ở trên giường, cũng không thể động đậy được dù chỉ một chút. Nếu không phải là đồng tử thoáng di chuyển, Trương Huyền cũng hoài nghi hắn có phải đã chết hay không. Thảo nào thẩm truy bệ hạ đặc biệt chạy tới tìm mình. Loại tình trạng hiện tại này, không mau chóng cứu chữa, có thể sống qua ngày hôm nay hay không, cũng khó nói được. Sau khi đi dạo qua một vòng, không nhìn ra nguyên nhân, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là đặt ngón tay lên trên mạch đập của đối phương. Hả? Thiên đạo đồ thư quán không có động tĩnh chút nào. Không phải thủ pháp sai, mà là, Thẩm Hồng này vẫn chưa hôn mê, hiện tại đồng tử của hắn còn có thể chuyển động, là đang tỉnh. Cái bộ dạng này, bảo hắn đứng lên đánh quyền, không mấy thực tế. Sắc mặt Trương Huyền khó coi. Người này với bộ dạng hiện tại, đừng nói đánh quyền, có thể mở mắt cũng không tệ. Nếu chẳng may cưỡng chế đánh quyền, sợ rằng còn chưa có ra tay, liền trực tiếp chết ở trước mặt. Dương sư, có thể có phương pháp cứu chữa hay không? Thấy hắn nhíu mày, thẩm truy bệ hạ có phần không nhịn được, khẩn trương hỏi. Đây đã là hy vọng cuối cùng, nếu như lại không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão tổ chết đi. Cái này, Trương Huyền vò đầu, cũng không thể nói không nhìn ra được điều gì. Có ý thức người đánh quyền, tiếp xúc với người hôn mê, hai loại người này hắn đều đặc biệt thử qua,
đều có thể làm cho đồ thư quán sinh ra sách. Nhưng, loại nửa chết nửa sống này, hắn phải làm thế nào? Quyền không thể đánh, chạm đến lại không có phản ứng. Yếu tới mức hôn mê một chút còn được, rõ ràng cũng sắp không mở mắt nổi, còn không hôn mê, muốn làm gì? Khụ khụ. Dầu dĩ một lát, Trương Huyền có chút do dự, ngẩng đầu nhìn qua. Vậy, chỗ ngươi có thứ gì, có thể để cho người ta nhanh chóng hôn mê, lại? Không chết hay không? Chương 225, Độc Sư 1. Nhanh chóng hôn mê, lại không chết. Thẩm Truy bệ hạ và Lưu Lăng, Trịnh Phi liếc mắt nhìn nhau, trên đầu đều xuất hiện dấu chấm hỏi. Không phải tới cứu người sao? Cần thứ có thể khiến người ta hôn mê làm gì? Cứu người chỉ nghe nói qua các loại thủ đoạn truyền thụ chân khí, dùng thuốc, châm cứu huyệt đạo. Còn có loại phương pháp này sao? So với sự kỳ quái của những người khác, Trang Hiền đứng ở một bên, khóe miệng giật một cái. Hắn cảm giác mông căng thẳng, một loại cảm giác táo bón dâng lên. Tuy rằng sử dụng rất nhiều thuốc, nhưng hôm nay mặt hắn vẫn sưng, trên người thoáng động còn có chút đau đớn. Mặc dù đối phương giúp hắn thành công đột phá, trong lòng hắn tồn tại sự cảm kích, nhưng thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá khiến người ta phản cảm. Danh sư bình thường giúp người đột phá, đều có trình tự nhất định, thậm chí đã hình thành quy phạm. Người này thì hay rồi, chùm đầu đánh một hồi, bây giờ nghĩ đến, trong lòng còn sợ hãi. Đương nhiên, tình huống của hắn đặc biệt, về tình về lý có thể hiểu được. Có thể cứu chữa cho Thẩm Hồng sắp chết, cần thứ có thể khiến người ta hôn mê làm gì. Sẽ không phải là sử dụng phương thức trị liệu gì đó khiến người ta khó có thể hiểu được chứ. Nơi này có một loại thuốc bột, ngửi một hơi, là có thể khiến người ta hôn mê. Do dự một lát, Thẩm Truy bệ hạ nói. Trong vương cung, các loại thuốc cơ bản đều có đủ. Tìm một loại có thể khiến cho người ta hôn mê, lại không chết cũng không khó. Được, lấy tới đây. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên, phân phó nói. Thời gian không lâu, một tên thái giám lại đưa tới một cái bình ngọc. Mở bình ngọc ra, quả nhiên thấy bên trong chứa bột phấn màu trắng. Không sai. Thỏa mãn gật đầu, Trương Huyền cầm lấy bình ngọc, lại đi tới trước mặt Thẩm Hồng. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn nghiêng miệng về phía lão tổ Vương Thất đang thở ra nhiều, hít vào ít kia, vẻ mặt tự tin và khí thế. Ngửi đi, nào, ngửi một hơi. Phù phù. Mọi người thiếu chút nữa ngất đi. Vốn tưởng rằng hắn muốn thuốc này có tác dụng gì. Nghe hắn nói như thế, ba vị danh sư và Thẩm Truy bệ hạ suýt tí nữa bị nước bọt sặc chết. Người ta cứu người, đều cho uống thuốc bổ, uống linh dịch, hấp thu linh khí. Người bảo người ta ngửi mê dược. Ngươi làm vậy không phải là cứu người, là tới giết người đi. Mọi người muốn phát điên, vẻ mặt lão tổ Vương Thất càng thêm hoảng sợ dẫy dụa lắc đầu. Nếu không phải là thân thể không thể nhúc nhích, chỉ sợ hắn đã sớm nhảy lên chạy trốn. Thời điểm còn rất khỏe mạnh, ngửi thứ này đều cũng mang đến gánh nặng cho thân thể. Hiện tại sắp chết, còn bảo ngửi, ngươi là cảm thấy ta chết không đủ nhanh, muốn giúp một chút sao? Trong lòng sốt ruột, hắn vội vàng nhìn về phía Thẩm Truy bệ hạ cách đó không xa. Ngươi không phải muốn mời danh sư trị liệu, khiến cho ta đột phá, kéo dài tuổi thọ sao? Hắn chạy tới bảo ta ngửi mê dược làm gì? Ngươi đây là đang trời đùa cái gì vậy? Quá gài bẫy. Khụ khụ, Dương sư, thân thể lão tổ đã cực kỳ suy yếu. Ta sợ, nếu thật sự ngửi một hơi, sẽ không chịu nổi. Nhìn thấy được ánh mắt chất vấn của lão tổ, khóe miệng Thẩm Truy bệ hạ giật một cái, vội vàng tiến về phía trước, nói. Ngày hôm qua hắn đã biết thủ đoạn của vị Dương sư này kỳ lạ. Hắn vốn tưởng rằng chỉ giới hạn ở đột phá, dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, chữa bệnh cũng không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nhìn bộ dạng lão tổ, có thể kiên trì đến khi ngươi qua đây, đã coi như là nghị lực rất lớn. Nếu thật sự ngửi vào một hơi, đáng lẽ vốn không có chết, cũng không khác biệt lắm. Không chịu nổi. Trương Huyền dừng lại. Cũng đúng, nhìn bộ dạng người này, bất cứ lúc nào đều sẽ tắt thở, hoàn toàn dựa vào một niềm tin cố gắng kiên trì. Nếu thật sự hôn mê, niềm tin đánh mất, làm không tốt thật sự sẽ chết ngay tại chỗ. Không thể để cho hắn hôn mê, lại không có cách nào đánh quyền. Làm sao bây giờ? Trương Huyền sầu muộn. Vốn tưởng rằng vừa đến, mượn đồ thư quán, có thể rất dễ dàng nhìn ra điểm mấu chốt, cho dù không tìm được phương pháp giải cứu, cũng có thể nói ra một vài điểm. Hiện tại thì hay rồi, nửa chết nửa sống, thủ đoạn gì cũng không thể sử dụng, ngược lại làm cho hắn bó tay không làm gì được.
Vậy, có thứ gì có thể để cho lực sinh mạng của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng cường, cho dù rơi vào hôn mê cũng không chết được hay không? Do dự một lát, Trương Huyền nói tiếp. Nếu hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, sử dụng mê dược mê choáng váng khẳng định không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến cho lực sinh mạng của hắn tạm thời tăng cường, bảo đảm hôn mê không chết. Hôn mê không chết. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Xem ra vị dương sư này là quyết tâm muốn làm cho Thẩm Hồng lão tổ hôn mê. Lưu sư, trong các thủ pháp chẩn đoán bệnh của danh sư, có thể có. Cách nào khiến người ta hôn mê mới có khả năng chẩn đoán bệnh hay không? Trang Hiền không nhịn được lặng lẽ truyền âm. Danh sư khám bệnh cho người, có rất nhiều phương pháp chẩn đoán bệnh, giống như thầy thuốc khám bệnh, thông qua những thủ đoạn này, có khả năng hiểu rõ tình hình của đối phương, trị thẳng vào chỗ yếu hại. Cách làm của vị, cao nhân, trước mắt này, thật sự quá quỷ dị. Cho dù là danh sư, cũng không thể nào lý giải được. Cái này, đều là đối phương tỉnh táo mới có khả năng chẩn đoán bệnh. Hôn mê, ta cũng không biết. Lưu Lăng lắc đầu. Hắn kiến thức rộng rãi, đã từng đi du lịch qua rất nhiều vương quốc. Hắn đã nhìn thấy người khác đặc biệt cứu người hôn mê tỉnh lại, sau đó liền chẩn đoán bệnh. Nhưng hắn vẫn chưa từng nghe nói khiến cho người đang tỉnh bị hôn mê. Người đã hôn mê, ngay cả ý thức cũng không có, cùng thi thể không có gì khác nhau, làm sao tìm được vấn đề xảy ra. Chương 226, Độc Sư 2. Mấy vị danh sư không hiểu ra sao, Thẩm Truy bệ hạ cũng gần như vỡ mộng. Hắn có chút do dự. Điều này, thuốc bổ lão tổ có thể dùng, cơ bản đều dùng qua. Thuốc khiến người ta tăng cường lực sinh mạng, đối với hắn đã không tác dụng quá lớn. Phía sau Thẩm Hồng có một vương quốc ủng hộ. Vì kéo dài sinh mạng cho hắn, các loại thuốc, hắn đã ăn không biết bao nhiêu. Trong cơ thể đã có tính kháng dược nồng đậm, hiện tại cho dù cho nhiều thuốc hơn nữa, cơ bản cũng không có hiệu quả gì. Nghe được lời của đối phương, Trương Huyền càng phiền muộn hơn. Ban đầu còn nghĩ có loại dược vật nào, cho hắn ăn vào, khiến cho hắn khôi phục chút tinh thần, đánh ra một bộ quyền xem thử. Kết quả người này là một ấm sắc thuốc, thuốc cũng không có hiệu lực. Trời ạ! Lần này sẽ không phải thật sự bó tay chứ. Ta ngược lại có biết một loại, có thể khiến cho người ta trong khoảng thời gian ngắn tinh khí thần nâng cao, cùng với Thẩm Truy bệ hạ vừa nói không khác biệt lắm. Sau khi dùng, có thể khiến cho người suy yếu tăng thêm lực lượng, khôi phục tinh thần. Đồng thời có tác dụng phụ rất nhỏ, chỉ có điều. Lưu Lăng trầm tư một chút lại mở miệng, nói đến đây, hắn đầy vẻ do dự. Chỉ có điều cái gì? Trương Huyền nhìn qua. Chỉ có điều. Đây không phải là thuốc bổ, mà là độc dược. Lưu Lăng nói. Độc dược. Trương Huyền mê hoặc một hồi. Độc dược không phải là để giết chết người sao? Làm sao sau khi dùng độc dược, lại khiến cho tinh khí thần người ta tăng thêm, hơn nữa tác dụng phụ rất nhỏ. Không chỉ là hắn, ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng có chút không hiểu nổi, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua. Mọi người đều biết độc sư là chức nghiệp hạ cửu lưu. Điều chế thuốc. Làm một ít hành vi ngầm phía sau lưng, làm chuyện bỉ ổi, tính tình khinh thường. Nhưng nghề nghiệp này có thể truyền thừa hoàn chỉnh xuống, đủ để nói rõ, tất nhiên có giá trị tồn tại. Trịnh Phi đứng ở bên cạnh, mở miệng nói. Bất kỳ nghề nghiệp nào, có thể truyền thừa, khẳng định có chỗ đáng khen, không thể vì một mặt cố tình đánh giá thấp nó. Tuy rằng danh tiếng của độc sư không tốt, trên thực tế cũng có chỗ đáng khen. Ví dụ như, người bình thường muốn tiêu diệt côn trùng có hại. Lẩn tránh chướng khí, lại cần người như thế giúp đỡ. Đúng vậy, ta cũng đã từng nghe qua thứ này. Nghe nói là do hơn 10 loại kịch độc dựa theo tỷ lệ phối hợp đặc biệt tạo thành, giống như luyện đan, cực kỳ phức tạp. Điều chế ra thứ này, bởi vì có rất nhiều độc tính tương khắc, do đó hình thành một sự cân đối hoàn mỹ, đối với tính mạng không những không có hại, còn có thể kích hoạt tiềm lực, khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục tinh khí thần, vô cùng thần kỳ. Trang Hiền hình như cũng nghĩ tới. Gật đầu nói. Nói xong, vẻ mặt hắn kỳ quái nhìn qua. Loại chức nghiệp này độc sư tuy rằng lạ, rất ít thấy, nhưng chế biến loại vật này, ở vương quốc nhất đẳng, vô cùng bình thường. Dương sư, không biết sao. Không chỉ hắn kỳ quái, lúc này ngay cả Lưu Lăng, Trịnh Phi cũng đầy nghi ngờ. Danh sư, đầu tiên phải có kiến thức uyên thâm, lên, ba loại chức nghiệp lớn hạ, trung, thượng cửu lưu, cùng với một ít năng lực đặc biệt của bọn họ. Ở thời điểm sát hạch danh sư nhất tinh, sẽ giống như sát hạch luyện đan học đồ, cần phải kỹ đáp lại càng tỉ mỉ hơn. Chỉ cần là danh sư, cơ bản đều biết. Vị trước mắt này có thể chỉ điểm cho bọn họ,
cấp bậc rõ ràng rất cao. Làm sao có thể ngay cả loại dược liệu do độc sư cùng với bọn họ chế biến ra, cũng chưa nghe nói qua. Thoạt nhìn ngược lại giống như lần đầu tiên mới nghe nói tới vậy. Ta không thích nghề nghiệp độc sư này, không có nghiên cứu gì. Nhìn thấy được ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Trương Huyền có chút xấu hổ. Nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, chỉ điểm người khác dễ dàng. Nhưng gặp phải loại mang tính kiến thức thông thường này, hắn cũng rất dễ dàng bị lộ ra. Làm danh sư, đầu tiên phải có năng lực quan sát. Nguyên nhân có thể nhìn ra vấn đề, khiến cho năng lực quan sát trở nên lợi hại, chủ yếu chính là học vấn phong phú, nắm giữ lượng tri thức kinh người. Không có tri thức làm căn cứ, làm sao có thể liếc mắt nhìn ra chỗ mấu chốt, chỉ điểm cho người ta. Trương Huyền thiếu chính là loại tích lũy này. Dựa vào đồ thư quán lừa dối vài câu còn có thể. Gặp phải loại kiến thức mang tính thông thường này, hắn cũng rất dễ dàng lộ ra. Không thích, không có nghiên cứu gì. Đám người Lưu Lăng, Trang Hiền đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt càng cổ quái hơn. Chỉ cần đi qua vương quốc nhất đẳng, cho dù là người điếc, người mù, đều biết một ít. Huống gì là danh sư cấp bậc cao. Lại nói, danh sư dạy dỗ không phân loại, còn chưa từng nghe nói bởi vì không thích nghề nghiệp độc sư này, không nghiên cứu. Rõ ràng chính là người ngoài nghề nói. Nếu không phải đó trước đối phương chỉ điểm cho bọn họ, biết cách nhìn người này đối với tu vi, căn bản không kém hơn bọn họ cũng hoài nghi có phải hắn đang ngụy trang, trên thực tế căn bản không phải là danh sư gì đó hay không. Các ngươi ai có loại thuốc này? Thấy sắc mặt của mọi người, Trương Huyền biết chắc là chỗ nào đó nói lộ ra. Chỉ có điều ra mặt hắn dày, xem như là giữ được bình tĩnh, lập tức nói sang chuyện khác. Loại dược vật này, cần độc sư lập tức phân phối, không thể bảo tồn. Bằng không, một khi một loại dược vật xuất hiện biến hóa, liền có lẽ có thể xuất hiện biến đổi khác thường, dẫn đến cân bằng bị phá hủy, do đó biến thành kịch độc. Chúng ta làm sao có thể có thứ này? Lưu Lăng lắc đầu, nghi ngờ trong mắt càng lúc càng đậm. Vị dương sư này nói cũng quá đơn thuần rồi. Chỉ cần là danh sư, cũng không thể hỏi như vậy. Trang Hiền, Trịnh Phi cũng xuất hiện ý tưởng giống nhau. Giờ phút này, trong lòng bọn họ lại sinh nghi ngờ. Vị dương sư này có phải thật hay không vậy? Như vậy sao? Thấy đối phương nghi ngờ, Trương Huyền biết mình nói càng nhiều càng phiền phức. Hắn không khỏi rầu rĩ, nhìn về phía Thẩm Truy bệ hạ cách đó không xa. Nếu cần độc sư phân phối, lại phiền phức bệ hạ tìm người điều chế. Nói đến đây, dừng lại một chút, Trương Huyền không để ý tới ánh mắt của mọi người, mang theo uy nghiêm và khí chất đặc biệt của danh sư. Ta cần phải loại nước thuốc này, tới cứu chữ lão tổ nhà các ngươi. Cái này, lần này, không chỉ ba danh sư kỳ quái, ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng thật sự kỳ quái nhìn qua. Thiên Huyền vương quốc chúng ta chỉ là vương quốc không nhập lưu, không có đẳng cấp. Căn bản không có nghề nghiệp độc sư này. Dương sư, không phải không biết chứ? Không có. Trong lòng Trương Huyền chợt đập thình thịch. Chương 227, học một chút là được một. Không nghĩ tới giả vờ lâu như vậy danh sư, khiến cho tất cả mọi người tin là thật, kết quả. Nhưng ở này một nho nhỏ kiến thức thông thường lên chồng ngã. Sớm biết rằng Thiên Huyền vương quốc không có độc sư, đau ra nhàn rỗi cũng sẽ không nói. Tuy rằng đồ thư quán có không ít sách liên quan tới độc, hắn cũng chỉ là thu nhận sử dụng. Hơn nữa, Thiên Huyền vương quốc không có nghề nghiệp độc sư này, loại sách này cũng chỉ ghi lại một ít thuộc tính và vận dụng cơ bản đối với độc, lại giống như sách trong tàng thư khố của công hội luyện đan sư, các loại liên quan tới chức nghiệp độc sư cấp bậc cao hơn cũng không ghi chép. Cho nên, cho dù hiện tại tìm kiểm tra, sợ rằng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thảo nào ánh mắt đám người Lưu Lăng nhìn qua càng lúc càng không đúng. Căn bản nhất chính là chỗ này. Mặc dù biết đã lộ ra, có chút buồn bực, nhưng Trương Huyền cũng biết mũi tên đã bắn ra khỏi dây cung không quay đầu lại được. Hiện tại muốn nói không chỉ được, là ngụy trang, sợ rằng không cần Thẩm Truy bệ hạ ra tay, mấy danh sư này sẽ lập tức đánh mình thành đầu heo. Suy nghĩ rõ ràng những điều này, Trương Huyền cũng không hoảng hốt, gương mặt hắn hơi nâng lên. Trong ánh mắt lộ ra sự tang thương, giống như một chuyện cũ trong quá khứ, tâm tình đa sầu đa cảm bị dẫn động ra, dường như đang nhớ lại cái gì. Về điểm ấy ngược lại là ta sơ sót, còn tưởng rằng là địa phương ta ở mấy năm trước. Người ngoài nhìn vào, thật giống như hắn đã quên mất đây là Thiên Huyền vương quốc, nói sai vậy. Nhìn thấy được biểu tình này của hắn, trên đầu đám người Lưu Lăng, Trịnh Phi liên tiếp có dấu chấm hỏi.
có thể có độc sư, nói rõ vương quốc hắn ở ít nhất là nhất đẳng. Nhưng vương quốc nhất đẳng gần đây, bọn họ đều đi qua, chưa từng nghe qua cái tên Dương Huyền này, cũng không có người này tương tự. Các ngươi cũng biết loại nước thuốc này, do nọc độc gì đều tạo thành không? Nếu như có, không bằng hiện tại điều chế ra một phần. Cứu người quan trọng hơn. Thấy mọi người quả nhiên bị rời lực chú ý, Trương Huyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về ba danh sư phía trước mắt. Đối mặt với Thẩm Hồng nửa chết nửa sống, hắn thật sự nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể tạm thời làm cho đối phương khôi phục chút tinh thần, đánh ra quyền pháp. Nếu không, bộ dạng hắn như vậy, sợ rằng không cần cứu nữa, cũng sẽ chết. Điều chế ra. Lưu Lăng lắc đầu. Xem ra Dương sư quả thật không biết nhiều về độc sư. Nói thật đi, phương pháp điều chế loại nước thuốc này rất đơn giản. Tổng cộng 10 loại độc dược, ngay cả ta cũng có thể lấy ra được. Nhưng muốn phối hợp cân bằng, không có tác dụng phụ đối với con người, còn có thể nâng cao tinh khí thần, đây là thủ đoạn của độc sư. Kém một chút cũng không được, cho dù biết cách điều chế, cũng vô dụng. Phân phối độc dược giống như chế luyện đan dược, bất kể thủ pháp hay liều lượng dược liệu, chỉ cần chênh lệch một chút, sẽ là sai ngàn dặm, khiến cho kết quả hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, độc sư tuy rằng có tên tuổi rõ ràng rất thối, vẫn truyền thừa xuống, trở thành tồn tại khiến không ít người kiêng kỵ. Thậm chí cũng có một vài thế lực lớn, đặc biệt mời về, dùng để xử lý một ít chuyện không có phương tiện ra tay. Biết cách điều chế cũng điều chế không ra. Trương Huyền liếc mắt thoáng nhìn. Như vậy đi, người viết ra cách điều chế, chuẩn bị mấy thứ này trước lại nói sau. Được rồi, nếu Dương sư có ý, ta cũng không có cách nào. Lưu Lăng không nhiều nói nữa, sai người ta mang giấy bút tới, rất nhanh viết xuống. Trương Huyền nhìn sang. Độc căn thảo, chất độc của bạch trúc xà, trí tử hoa, máu của con cóc đen. Tròn 10 loại, quả thật tất cả đều là vật kịch độc. Mấy thứ này, bất kỳ lấy ra thứ nào, cường giả thông huyền cảnh dùng, đều sẽ trực tiếp chết ngay, càng chưa nói tới những người khác. Mỗi một dạng đều là kịch độc, 10 loại thông qua tỷ lệ đặc biệt phối hợp, lại có thể trở thành vật đại bổ. Không thể không nói, thủ đoạn của độc sư thật sự rất thần kỳ. Mấy thứ này, cho dù vương cung không có, muốn tìm ra cũng không khó khăn. Thời gian không lâu, tất cả được đặt ở trước mặt. Mỗi một dạng đều mang màu sắc làm cho người ta sợ hãi, khiến người ta xem một chút, lại từ sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác kinh hoàng. Tìm được mấy thứ này, lại có ích lợi gì? Không có độc sư điều chế, đây là vật kịch độc, không có bất kỳ tác dụng nào cứu người nào. Trong lòng nổi lên nghi ngờ, Trịnh Phi không nhịn được mở miệng. Tìm mấy thứ này lại làm trễ nãi không ít thời gian. Lúc này Thẩm Hồng rõ ràng không kiên trì nổi. Mời ngươi qua đây xem có thể giúp một tay đột phá tu vi, kéo dài sinh mạng hay không. Ngươi lăn qua lăn lại làm những cái này làm gì? Không phải lãng phí thời gian sao? Đúng vậy, tình hình của Thẩm Hồng đúng là không dễ xử lý. Thật sự không được, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Độc sư chế biến nước thuốc, tuy rằng có thể khiến cho người ta trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại tinh lực nhất định, là một trong những biện pháp tốt nhất hiện nay, nhưng không biết điều chế cũng uổng công. Trang Hiền cũng không nhìn nổi nữa. Hắn nhận ân huệ của Dương sư này, vốn không nên nói chen vào. Nhưng hắn thấy những việc đối phương làm, đều là chuyện vô dụng. Việc cấp bách, là nghĩ biện pháp khiến cho Thẩm Hồng đột phá, mà không phải những điều này. Các ngươi cũng nói, nước thuốc có tác dụng. Đã như vậy, điều chế ra là được. Dù sao biết mấy thứ dược liệu này, cần gì quan tâm hắn có phải là độc sư hay không? Lẽ nào không có độc sư, lại không có cách nào cứu người? Cắt ngang lời hắn nói, Trương Huyền thản nhiên cười. Nhưng, chúng ta đều không biết về thuộc tính của những kịch độc này. Vẻ mặt Trang Hiền sốt ruột. Một khi xuất hiện sai lầm, sẽ lập tức độc chết người, lại không còn đường nào quay trở lại. Được rồi, không biết có thể học, không biết điều chế có thể thử xem. Không cần thiết phải kinh sợ như vậy. Trương Huyền khoát tay áo. Học tập. Thử xem. Thẩm Truy bệ hạ, đám người Lưu Lăng đồng thời lảo đảo, thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Đại ca, người còn không biết độc sư là gì, học tập thế nào? Chương 228, học một chút là được hai. Tạm thời nước tới chân mới nhảy, cũng không phải làm như vậy. Thế giới này bất kỳ chức nghiệp nào cũng cần có sư phụ dẫn dắt. Trải chia mấy năm cố gắng nghiên cứu không ngừng, mới có thể có thành tựu. Ngươi thì hay rồi, trực tiếp mở miệng nói học tập. Học tập cái lông à? Đùa kiểu gì vậy? Mặc dù độc sư là chức nghiệp hạ cửu lưu, nhưng cũng không phải bởi vì dễ dàng học tập,
mà là chức nghiệp này bị người ta khinh thường, mới rơi vào thanh danh không tốt. Lại cẩn thận nói tiếp, độ khó học tập rất lớn, không thể kém hơn luyện đan chút nào. Bởi vì cần phải có hiểu biết sâu sắc độc tính của mỗi một dạng kịch độc mới được. Bằng không, lại không phải là điều chế độc dược, mà là tự sát. Cho nên, mỗi một độc sư chính thức đều cần học tập không biết bao nhiêu năm. Ngươi thì hay rồi, hiện tại học tập. Thật sự chờ ngươi học tập xong, ta sợ Thẩm Hồng không chỉ chết, thịt cũng đã mục nát hết. Còn cứu cái rắm. Đầu óc mấy người choáng váng dục tiên dục tử, Thẩm Hồng nằm ở trên giường nước mắt rào rào, thiếu chút nữa khóc lớn. Trời ạ, ta rốt cuộc trêu ai ghẹo ai. Ta chỉ muốn sống lâu mấy năm, cố gắng bảo vệ Thiên Huyền Vương quốc mà thôi. Lúc thì mê dược, lúc lại độc dược. Cùng lắm ta không kiên trì nữa, chết ngay bây giờ được chưa? Cầu xin ngươi, đừng lăn qua lăn lại ta nữa. Dương sư, độc sư không phải là trò đùa, tốt nhất không cần thử loạn. Lưu Lăng không thể tiếp tục kìm chế được, mở miệng nói. Không biết chị, chúng ta cùng lắm tạm thời không chữa trị. Ngươi lúc thì mê dược, lúc lại độc dược, muốn làm gì? Ngươi cho rằng những độc dược này thật sự dễ điều phối sao? Thật sự đơn giản như vậy. Độc sư cũng không đến mức kinh khủng như vậy, khiến cho vô số người kiêng kỵ. Ta biết không phải là trò đùa, cho nên chờ một chút, ta học tập một chút. Trương Huyền rất nghiêm túc gật đầu. Học tập, một chút. Em gái ngươi. Ba vị danh sư thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Được, chúng ta xem ngươi học tập như thế nào. Lưu Lăng vùng ống tay áo. Trước đó vẫn cảm thấy vị dương sư này kiến thức phong phú, tuy rằng thủ đoạn khiến người ta đột phá không thể tưởng tượng nổi. Lại có thể nắm được yếu điểm, khiến người ta chấn động kinh ngạc. Lúc này thì hay rồi, suy nghĩ gì với gì vậy? Còn muốn hiện tại học độc sư, phân phối thuốc? Cái gì vậy? Ngươi lợi hại như vậy, làm sao không lên trời đi? Ta gặp qua không ít danh sư, tam tinh thậm chí cũng từng tới thăm hỏi qua, lại chưa từng nghe nói, hoàn toàn không biết gì về một chức nghiệp, trong thời gian ngắn học tập là có thể rõ như lòng bàn tay. Hừ, giống như Lưu sư. Trịnh Phi tuy rằng không trực tiếp nói ra, sắc mặt cũng rất khó coi. Hiển nhiên hắn có bất mãn đối với hành động của Trương Huyền. Độc sư là cái gì? Đó là một chóp các chức nghiệp cửu lưu, danh tiếng rất lớn. Nếu trong khoảng thời gian ngắn thật sự có thể học được, cũng không đáng giá như vậy. Hả, hắn không phải nói học tập sao? Làm cái gì vậy? Ba vị danh sư tức giận không có chỗ phát tiết, Thẩm Truy bệ hạ ở bên cạnh. Cũng đầy bất đắc dĩ nhìn về phía vị dương sư trước mắt này. Vừa nhìn tới, hắn lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Vị dương sư này không phải nói muốn đi học tập sao? Thế nào lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hơn nữa nhắm mắt lại? Đại ca, cho dù muốn học tập, cũng phải có chút thành ý, tìm mấy cuốn sách xem, hoặc là tìm người nghe ngóng, hỏi thăm một vài chuyện. Làm như vậy, cho dù không có sử dụng gì, cũng coi như tôn trọng nghề nghiệp độc sư này một chút. Trực tiếp đứng tại chỗ, nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Lưu sư, ngươi xem. Trang Hiền cũng nhìn ra được điểm không thích hợp, không nhịn được nói. Ngủ rồi. Điều này. Lưu Lăng, Trịnh Phi nhìn nhau, chớp mắt, nghiêng đầu. Dương sư, đại ca, lão tổ tông. Xin hỏi ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy? Không phải nói muốn học tập độc sư, điều chế thuốc sao? Đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngay cả độc dược cũng không nhìn, mấu chốt là còn. Nhắm mắt lại, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Đã thấy người kỳ lạ, chưa thấy qua người nào kỳ lạ như vậy. Ba vị danh sư chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, mỗi một đều muốn phát điên rồi. Chương 229, điều chế nước thuốc 1. Trương Huyền dĩ nhiên không phải giả vờ giả vịt. Ở tàng thư khố của Vương Thất hắn thấy qua mấy nghìn quyển sách liên quan tới độc vật. Tuy rằng đều là căn bản, cho dù học tập tất cả, cũng không đủ để người ta trở thành độc sư chính thức. Nhưng đối với hắn mà nói, vậy đã đủ rồi. Hiện tại mục đích của hắn, cũng không phải là biến thành độc sư, nắm giữ nghề nghiệp này, mà là nghĩ biện pháp điều chế 10 loại độc vật này thành nước thuốc không độc, giúp Thẩm Hồng nâng cao tinh khí thần. Cái này lại đơn giản hơn nhiều. Lại giống như trở thành chính thức luyện đan sư rất phiền phức. Nhưng học được điều chế 1-2 loại dược linh tinh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tinh thần hắn thoáng động, rất nhiều sách liên quan tới độc vật hắn nhìn thấy được ở tàng thư khố của Vương quốc lập tức, rào rào, mở ra. Chính xác. Tinh thần hắn tập trung, tin tức chính xác ghi lại trong thư tịch lập tức hình thành một quyển sách hoàn chỉnh, xuất hiện ở trước mắt.
hắn nhẹ nhàng mở ra. Độc có thể hại người cũng có thể cứu người. Không thể phủ định tất cả. Học tốt cách sử dụng độc, thậm chí còn có thể khiến cho người ta chết đi sống lại. Trên sách viết đầy những văn tự. Trương Huyền biết đây là nội dung chính xác thông qua thiên đạo đồ thư quán chỉnh sửa lại, lúc này không nói nhiều nữa, nhìn qua từng đoạn. Vừa nhìn tới, hắn không khỏi xúc động. Quả nhiên giống như đám người lưu lăng nói, nghề nghiệp này, bác đại tinh thâm, không phải sớm chiều là có thể học được. Chỉ có điều, có thiên đạo đồ thư quán chỉnh lý ra bí tịch chính xác, tương đương với nối thẳng đại đạo, việc học đơn giản hơn rất nhiều. Hắn không ngừng lật xem sách ở trong đầu, hiểu biết đối với nghề nghiệp độc sư này cũng dần dần sâu sắc hơn. Đối với bản thân của độc hắn cũng hiểu càng nhiều hơn. Không biết qua bao lâu, hắn lật đến trang cuối cùng. Trương Huyền chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, kiến thức liên quan tới độc sư, trong nháy mắt đã thông hiểu, trở thành một phần trong trí nhớ. Tuy rằng giống như dự đoán, không thành độc sư, nhưng đối với độc vật lại hiểu rõ hơn rất nhiều. Ừ, đây là cái gì? Đối với độc có hiểu biết sâu hơn, tinh thần Trương Huyền thoáng động, đột nhiên nhìn thấy được nơi sâu nhất trong thân thể, che giấu một khí đen mờ nhạt. Ở trong này từ khi nào vậy? Trước đó không biết, cho dù nhìn thấy hắn cũng không cảm nhận được cái gì. Nhưng bây giờ xem nhiều sách có liên quan tới kịch độc như vậy, dĩ nhiên hiểu rõ, nhất định là khí độc. Chỉ có điều, khiến cho hắn kỳ quái chính là, nó tiến vào trong cơ thể khi nào. Mấu chốt nhất chính là, tại sao hắn vẫn không phát giác ra? Lão tổ, lão tổ! Đang định nhìn kỹ xem đây rốt cuộc là thứ gì, có thể có ảnh hưởng đối với hắn hay không, hắn liền nghe được bên tai vang lên tiếng Thẩm Truy bệ hạ lo lắng gọi. Hắn không để ý tới nghiên cứu nữa, mở mắt nhìn lại. Chỉ thấy Thẩm Hồng lão tổ trước đó nằm ở trên giường hấp hối. Hiện tại thấy đã muốn không mở mắt ra được nữa, sẽ chết bất cứ lúc nào. Nếu như so sánh hắn với ngọn đèn, vừa nãy chỉ là lửa rất nhỏ, mà bây giờ, gió thổi lên, lập tức liền có thể tắt. Cho dù kiên trì, cũng không kiên trì được mấy phút. Ai, mọi người đều có lúc phải chết, Thẩm Truy bệ hạ nén bi thương. Xin thứ cho chúng ta bất lực. Đám người lưu lăng cũng nhìn ra được trạng thái của Thẩm Hồng hiện nay, không nhịn được đồng thời lắc đầu. Loại tình huống này đã không khác lắm so với người chết. Bọn họ chỉ là danh sư nhất tinh, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa cho dù nghĩ ra biện pháp, khẳng định cũng không kịp. Ánh mắt Thẩm Truy bệ hạ lộ ra sự không cam lòng. Tốn tâm huyết và trả cái giá cực lớn, đặc biệt mời ba danh sư qua, vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Vốn tưởng rằng vị dương sư này không biết từ nơi nào xuất hiện, là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Kết quả! Hắn so với ba người kia còn không đáng tin cậy hơn. Không ra tay cứu giúp ngược lại cũng thôi. Thời khắc mấu chốt, còn chuẩn bị cái gì mê dược, độc dược. Ta là gọi ngươi tới cứu người, không phải bảo ngươi tới làm thí nghiệm. Trong lòng càng nghĩ càng giận, Thẩm Truy bệ hạ quay đầu lại nhìn về phía người đang đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, muốn xem thử người này có gì có thể nói, lại thấy hắn chẳng biết đã mở mắt ra từ lúc nào. Dương sư, lão tổ đã không kiên trì nổi. Nếu không cứu, lại không kịp nữa. Thẩm Truy bệ hạ cố nén lửa giận muốn bạo phát, cắn răng nói. Điều chế nước thuốc trước. Trương Huyền mở miệng. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn hắn cũng biết, nếu không nghĩ biện pháp nữa, vị Thẩm Hồng trước mắt này sẽ không qua nổi 10 phút nữa. Bởi vì vậy, hắn cũng chỉ có thể điều chế ra nước thuốc trước, hy vọng thứ này có tác dụng. Điều chế nước thuốc. Không nghe được lời này còn tốt, vừa nghe được lời này. Thẩm Truy bệ hạ lại không kìm chế được lửa giận nữa. Dương sư, sinh mạng của lão tổ nguy hiểm sớm tối, không phải là chỗ cho ngươi thử nghiệm nước thuốc độc sư. A, à, Trương Huyền nhìn qua. Vậy ý của ngươi là, nếu như Dương sư có biện pháp khác, vẫn mong ra tay. Có thể cứu chữa lão tổ, Thiên Huyền Vương quốc ta nguyện ý kính dâng bất kỳ vật gì. Thẩm Truy bệ hạ nói, ta không phải đang cứu chữa sao, chờ một lát điều chế được nước thuốc. Cho lão tổ các ngươi dùng. Chờ hắn khôi phục một chút thể lực, lại nghĩ biện pháp hỗ trợ giải quyết. Không để ý tới đối phương có tức giận hay không, Trương Huyền hờ hững đáp lại một câu. Nghe hắn nói như thế, Thẩm Truy bệ hạ thiếu chút nữa thì phun một búng máu ra ngoài. Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói hay không? Ý của ta rất đơn giản, ngươi lại không có bản lĩnh của độc sư, cũng đừng điều chế độc dược gì cả, tận dụng thời gian nghĩ biện pháp cứu người mới là vương đạo. Kết quả, chẳng khác nào không nói. Thật ra hắn không biết, Trương Huyền hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Lúc này Thẩm Hồng,
không động thủ cũng sẽ chết bất cứ lúc nào. Lại động một cái, không chết cũng phải chết. Biện pháp duy nhất chính là điều chế xong nước thuốc, khiến cho hắn khôi phục một ít thể lực đánh quyền, để cho đồ thư quán phát ra sách. Bằng không, thật sự không có phương pháp thứ hai. Ba vị danh sư thấy người này đến bây giờ còn kiên trì muốn điều chế thuốc, mỗi một người đều phẫn nộ. Thẩm Truy bệ hạ, để cho Dương sư điều chế thuốc đi. Đè nén cảm giác không hài lòng, Lưu Lăng vung cánh tay. Chương 230, điều chế nước thuốc 2. Nếu không phải vì kiêng kỵ thực lực của đối phương có khả năng mạnh hơn hắn, khẳng định hắn đã sớm động thủ. Ngay cả độc sư là cái gì cũng không biết, lại muốn điều chế thuốc. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng cái nghề nghiệp độc sư này là trò đùa sao? Không biết trời cao đất rộng. Thật không biết trở thành danh sư thế nào. Hoặc, căn bản cũng không phải là danh sư. Trước đó hắn giúp Trang Hiền đột phá, cũng có thể là gặp may mắn. Nhìn ra được đối phương không vui, chỉ có điều Trương Huyền lại lười để ý tới. Người cũng đã sắp phải chết, há không có thời gian dây dưa. Hắn đi vài bước đến trước đống chất độc, bàn tay lật một cái, cầm một loại chất độc trong đó ở trong lòng bàn tay, bỏ vào cái lọ không cách đó không xa. Quả thực là làm càn. Tuy rằng không phải là độc sư, nhưng Lưu Lăng cũng đã nhìn thấy qua bọn họ điều phối chất độc, biết một ít quy trình và thủ đoạn. Những độc vật này, đừng nói một giọt, cho dù một phần mười, một phần trăm, bị người ta dùng sai, đều sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử, vô cùng khủng khiếp. Chính vì vậy, điều phối chất độc, cần phải có dụng cụ đặc biệt, chính xác đến từng phần từng mili một, không thể có chút sai biệt nào. Người dụng cụ gì cũng không có, cầm bình ngọc lên liền đổ. Cũng quá tùy ý đi. Người biết mình lần này đổ ra bao nhiêu nọc độc sao? Biết tỷ lệ giữa những nọc độc này sao? Nọc độc sai một phần nhỏ, cũng sẽ khiến cho người ta tử vong. Độc sư chính thức mỗi lần điều phối đều cẩn thận vô cùng, rất sợ xuất hiện chút sai lầm nào. Người thì hay rồi, nhắm mắt đảo loạn. Trời ạ, loại thái độ này đi học độc sư, sợ rằng còn chưa có thành công, đã giết chết mình trước. Cái này gọi là học tập sao? Tùy tiện tìm một thợ thủ công, cũng muốn tiêu chuẩn hơn nhiều. Độc sư điều chế thuốc, mỗi lần dung hợp hai loại đều cần chờ phản ứng một hồi, mới thả loại thứ ba vào. Giống như luyện đan sư luyện đan, thời gian nào thả loại thuốc nào, là có thứ tự nhất định. Thiếu một chút cũng không được, tiện tay loạn đảo. Trịnh Phi tức giận, chòm râu cũng sắp thổi bay lên. Không nghĩ tới cứu người, còn muốn điều chế nước thuốc, chúng ta nhịn. Nhưng giữa các chất độc đặc biệt kỳ diệu, cần phản ứng trung hòa cùng với biến hóa khác, cần phải có trình tự và thời gian nhất định. Người thì hay rồi, giống như rót rượu, tùy tiện cầm lấy bình ngọc lại chứa. Những thứ như vậy kết hợp với nhau không có bố cục gì, đừng nói uống vào, sợ rằng dính vào một giọt, cũng sẽ chết tại chỗ. Không để ý tới hai vị danh sư bàn luận, động tác của Trương Huyền rất nhanh. Không nhìn thấy người nhanh chết rồi sao? Nếu làm theo như lời bọn họ nói, lại tìm dụng cụ, lại chờ đợi phản ứng, còn cứu cái rắm. Chờ điều chế được, người khẳng định cũng đã chết rồi. Đương nhiên, hắn làm như vậy, cũng không phải đảo loạn như trong mắt đối phương. Sách trong đồ thư quán được hình thành trong đầu, dựa theo nọc độc trong bình ngọc đổ ra, nội dung không ngừng biến hóa, trong đó ghi chép khuyết điểm ít, đã nói rõ khẳng định chính xác. Chừng 10 lần hít thở, 10 loại nọc độc đã hoàn toàn dung hợp với nhau. Vừa tiếp xúc với bình ngọc, nội dung quyển sách biến thành trạng thái mới nhất. Nước thuốc thập toàn, do Trương Huyền điều chế, sau khi dùng có thể khiến cho con người hồi quang phản chiếu trong thời gian một nén hương. Tinh khí thần đạt được trình độ khỏe mạnh. Có 12 khuyết điểm, 1, tu vi toàn thân không có cách nào thi triển. 2, thời gian khiến người ta khôi phục quá ngắn. Trên sách ghi chú kỹ càng tỉ mỉ tên gọi và tác dụng của nước độc vừa điều chế ra. Thành công! Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Tuy có thiên đạo đồ thư quán thường xuyên quan sát trạng thái dung hợp của nước độc, nhưng nếu như không đọc được hơn 1.000 quyển sách, biết thuộc tính cụ thể của nước độc, khẳng định cũng không biết điều chế và phản ứng như thế nào. Sờ loạn tìm cách điều phối, đừng nói mười mấy hơi thở, cho dù cho thêm nửa tháng cũng làm không được. Bù! Nước thuốc điều phối thành công, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Được rồi! Cầm bình ngọc lên, hắn nhìn về phía mọi người. Thành công! Khóe miệng mọi người giật một cái. Đảo lung tung một hồi, lại thành công. Là ngươi tự nhận thành công đi. Nhanh đưa cho hắn uống cạn. Không để ý tới ánh mắt quái dị của mọi người. Trương Huyền chuyển qua cho Thẩm Truy bệ hạ. Uống cạn. Thẩm Truy bệ hạ lắc đầu.
Nước thuốc này còn chưa có xác định có độc hay không. Không còn thời gian, cho hắn dùng đi, nếu không thật sự sẽ chết. Biết cho dù mình giải thích, đối phương cũng không tin, Trương Huyền nhướng mày. Nhưng, vẻ mặt Thẩm Truy bệ hạ do dự. Thế nào, người không tin nước thuốc này là có thể khiến cho hắn khôi phục thể lực sao? Trương Huyền không giận tự uy. Ngụy Trang làm danh sư nhiều ngày, trên người hắn đã có loại khí thế uy nghiêm cao cao tại thượng này. Ta, Thẩm Truy bệ hạ không biết trả lời như thế nào. Không phải hắn không tin, mà là, căn bản không tin tưởng. 10 loại kịch độc, ta tận mắt nhìn thấy được ngươi điều phối lung tung, còn bảo ta tin tưởng. Đùa kiểu gì vậy? Lại nói, loại độc dược này chưa trải qua kiểm tra đo lường, để cho lão tổ uống, đây không phải là ngại hắn chết chậm sao? Không tin cũng được, đã cho ngươi cơ hội, lựa chọn thế nào là chuyện của ngươi. Thấy hắn bất động, Trương Huyền lại không nói nhiều, tiện tay để nước thuốc điều phối được lên bàn, thần sắc thản nhiên. Chỉ có điều, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu không nghĩ ra được biện pháp khác, lão tổ nhà các ngươi ngay cả 3 phút cũng không kiên trì nổi. Sử dụng 3 phút sinh mạng để đổi lấy một cơ hội có khả năng kéo dài tuổi thọ. Lựa chọn thế nào, lại tùy vào ngươi. Điều này, sắc mặt Thẩm Truy bệ hạ lúc đỏ lúc trắng, siết chặt nắm đấm. Chương 231, nói thừa quá nhiều, 1. Đối với loại nước thuốc do Dương Sư điều chế ra, hắn ngay cả một phần vạn lòng tin cũng không có. Nhưng giống như lời đối phương nói, nếu như không nghĩ ra được biện pháp khác, vậy lão tổ này sợ rằng ngay cả 3 phút cũng sống không nổi. Dù sao cũng là sắp chết, còn không bằng thử một lần. Bất kể nói thế nào, vị Dương Sư này cũng thành công trị cho thê tử của Lăng Thiên Vũ và đám người Đỗ Mạc Hiên, cho dù hành động của hắn trong nửa ngày qua vô cùng không đáng tin cậy, có phần khiến người ta giống như hòa thượng sờ không thấy tóc, cũng là hy vọng duy nhất. Qua 10 lần hít thở, hắn cắn răng một cái. Được, ta thử xem. Chỉ có thể xem ngựa chết thành ngựa sống. Lúc này quả thật không biện pháp gì tốt. Đưa ra quyết định, Thẩm Truy bệ hạ cắn răng một cái cầm bình ngọc trên bàn, đi vài bước đến trước mặt lão tổ. Lão tổ, đắc tội. Hắn lấy thìa cạy miệng ra, đổ nước thuốc xuống. Ô ô, tuy rằng Thẩm Hồng lão tổ đều sẽ chết bất cứ lúc nào, trên thực tế còn có chút ý thức. Cảm nhận được nước thuốc bị cứng rắn rót vào, hắn thiếu chút nữa khóc ròng. Chuyện lúc trước, hắn cơ bản đều nhìn thấy ở trong mắt. Hắn biết hành động của vị Dương Sư tìm tới cuối cùng này, trong lòng đầy uất nghẹn. Hắn lại đường đường là lão tổ của Thiên Huyền Vương quốc, cường giả siêu cấp địa vị so được tôn kính hơn quốc phương bệ hạ. Nước độc còn chưa có trải qua kiểm nghiệm lại lấy tới. Để cho hắn làm thú thử thuốc, hơn nữa còn là thử nghiệm loại độc dược một khi có sai lầm, lại chết ngay lập tức. Mạng của ta thế nào lại khổ như vậy, muốn sống yên ổn cũng không dễ dàng. Muốn chết yên ổn, cũng không được. Rất nhanh, nước thuốc trong bình ngọc đã được Thẩm Truy bệ hạ cứng rắn rót đến trong miệng Thẩm Hồng lão tổ. Khụ khụ, chỉ thấy Thẩm Hồng chớp mắt, thân thể giãy giụa vài cái, lại không có động tĩnh gì nữa. Lão tổ, sắc mặt Thẩm Truy bệ hạ nhất thời trắng bệch, lui về phía sau mấy bước, thất thanh khóc giống lên. Thất bại sao? Không chỉ lão tổ là nền tảng của Thiên Huyền Vương quốc. Quan trọng hơn chính là ân tình và quan hệ máu mủ chém không đứt với hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gọi Thẩm Hồng là lão tổ, thật ra chính là quốc phương bệ hạ hai đời trước, gia gia ruột thịt của hắn. Gia gia ruột thịt lúc này tự nhiên chết ở trước mặt của hắn, hơn nữa còn là bị hắn cứng rắn rót thuốc mới chết. Trong lòng hắn khổ sở thế nào, có thể tưởng tượng được. Nếu nước thuốc dễ điều chế như vậy, độc sư cũng lại không đáng giá rồi. Lưu Lăng lắc đầu, nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Dương Sư, tuy rằng không sử dụng thuốc, Thẩm Hồng cũng sẽ chết, nhưng hắn thật sự chết dưới nước thuốc của ngươi. Chắc hẳn là xem như ngươi giết người. Giết người? Không sai, nước thuốc là do ngươi điều chế ra, cũng theo lệnh của ngươi nói, rót hết vào. Hiện tại người đã chết, không phải trách nhiệm của ngươi thì là trách nhiệm của ai? Ánh mắt Lưu Lăng sáng ngời nhìn qua. Dương Sư, ngươi không phải rất có lòng tin về nước thuốc sao? Thẩm Truy bệ hạ cũng nhìn qua, ánh mắt mang theo sự chất vấn. Ta nghe lời ngươi nói, mới rót hết cho lão tổ uống. Lúc này thì hay rồi, vừa rót hết người liền chết. Trách nhiệm của ta. Không sai, Thẩm Hồng là nền tảng của Thiên Huyền Vương quốc, hiện tại chết ở dưới nước thuốc của ngươi. Không bằng ngươi lại thay thế hắn trấn thủ ở đây, xem như là bồi thường cho bọn họ đi.
Lưu Lăng nói. Thật ra hắn cũng biết, không rót nước thuốc, Thẩm Hồng cũng chắc chắn phải chết. Hắn cố ý nói như vậy, mục đích chính là vì điều này. Thẩm Hồng có tác dụng lớn nhất là trấn thủ vương quốc, khiến cho rất nhiều thế lực không dám dục dịch. Nếu hắn đã chết, chỉ cần vị dương sư này đáp ứng lưu lại, hiệu quả khẳng định càng mạnh hơn so với hắn còn sống. Thậm chí Thiên Huyền Vương quốc còn có thể nhảy lên một cái, thăng cấp trở thành vương quốc nhị đẳng, hoặc nhất đẳng. Trấn thủ nơi này. Trương Huyền lắc đầu. Không có khả năng. Hắn dự định chờ Thẩm Truy bệ hạ tìm tới bí tịch thông huyền cảnh, lại rời đi. Canh giữ ở chỗ này sao? Đùa kiểu gì vậy? Không có khả năng, lẽ nào Dương Sư ra tay không những không có cứu sống Thẩm Hồng, trái lại hại chết hắn, lại không có một chút hối hận và xấu hổ nào. Lông mày Lưu Lăng nâng lên. Hại chết, ngươi suy nghĩ quá nhiều, ta còn tưởng là chuyện gì lớn. Trương Huyền mỉm cười. Yên tâm đi, có ta ở đây, muốn chết làm gì có thể dễ dàng như vậy được. Nói xong hắn bước hai bước đi tới phía trước Thẩm Hồng lão tổ đang nằm, giơ bàn tay lên, một tay đánh tới. Bốp, âm thanh vang dội. Khụ khụ. Ngay sau đó, tiếng ho khan vang lên lần nữa. Chỉ thấy Thẩm Hồng đã không còn nhúc nhích, lại phun ra một ngụm nước thuốc, chậm rãi mở mắt. Điều này, tất cả mấy người đều choáng váng. Chương 232, nói thừa quá nhiều, 2. Đám người Lưu Lăng, Trịnh Phi vốn còn muốn nói chuyện, mắt mỗi một người giống như sắp rơi trên mặt đất, rất sợ mình nhìn nhầm. Lão tổ, ngài. Vẻ mặt Thẩm Truy bệ hạ nghi ngờ đi lên phía trước, chết sống không thể tin được. Ngươi, loại người bất hiếu này, muốn làm ta sặc chết sao? Khụ khụ. Thẩm Hồng thổi râu mép lên, căn bản không có bất kỳ dáng vẻ suy yếu, chết bất cứ lúc nào như trước đó. Dương sư, đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thẩm Truy bệ hạ vội vàng nhìn qua. Rõ ràng nhìn thấy được lão tổ không nhúc nhích, thế nào đột nhiên tỉnh lại, còn có thể nói chuyện. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không chỉ là hắn, ngay cả ba người Lưu Lăng, Trang Hiền, Trịnh Phi cũng cảm thấy nhận thức của mình sắp sụp đổ. Người chết sống lại. Đây không phải là sự thật chứ? Thân thể Thẩm Hồng suy yếu, đã sắp chết. Ta bảo ngươi cho hắn uống nước thuốc này, kết quả ngươi trực tiếp đổ vào trong. Nước thuốc sền sệt chặn ở khí quản, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như người chết. Về phần vì sao tinh thần tỉnh táo? Rất đơn giản, nước thuốc của ta điều chế thành công. Có tác dụng. Thần sắc Trương Huyền thản nhiên. Thoạt nhìn rất kỳ quái, nói ra thật ra vô cùng đơn giản. Hắn điều chế nước thuốc thập toàn, lại là thông qua đồ thư quán kiểm nghiệm, công hiệu tất nhiên không có vấn đề. Thẩm Hồng mặc dù sắp phải chết, sau khi dùng vẫn có hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn lại khôi phục tinh khí thần. Ban đầu, thoáng cái liền có hiệu quả, kết quả Thẩm Truy bệ hạ đổ cả bình vào, nhiều nước thuốc như vậy, chặn cản ở cỏ họng. Không trực tiếp sạc chết lại quá tốt rồi. Chính là nhìn ra được điểm ấy, mới một cái tát quất tới, Trấn Khai nhét vào yết hầu nước thuốc, khiến cho hắn lại tỉnh táo. Điều này, nghe xong lời giải thích, Thẩm Truy bệ hạ, ba vị danh sư đều bối rối. Điều chế đồ lung tung, không ngờ, thật sự dùng được. Độc sư khác điều chế nước thuốc, chuẩn bị các loại dụng cụ, rất sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm nhỏ nào. Người này lại hay rồi, hai tay tùy tiện đảo. Tự nhiên cũng có thể thành công. Ông trời, người đùa giỡn ta sao? Đương nhiên, cái này còn chưa làm cho bọn họ chấn động kinh ngạc. Mấu chốt nhất chính là, một khắc trước Dương sư này còn không biết loại nước thuốc này là cái gì. Sau một khắc lại điều chế ra được. Trời xanh ơi, mặt đất ơi, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không? Chẳng lẽ lại thật sự giống như lời hắn nói, lập tức học tập. Nhắm mắt lại ở tại chỗ đứng một hồi đã gọi là học tập sao? Hơn nữa còn học được nghề nghiệp độc sư này. Bốn người dù thế nào cũng cảm thấy như mình nằm mơ. Cảm ơn ân cứu mạng của Dương sư. Sự chấn động kinh ngạc của mọi người còn chưa có kết thúc, lại thấy Thẩm Hồng lão tổ dãy giụa từ trên giường bò xuống tới, ôm quyền. Nước thuốc thập toàn, bất kể cách tử thần gần tới mức nào, chỉ cần dùng là có thể hồi quang phản chiếu, giống như người bình thường, sống thêm một khoảng thời gian. Mặc dù không có thực lực, xuống giường lại vô cùng đơn giản. Không cần những lễ tiết này, ngươi bây giờ đánh một bộ quyền cho ta xem. Lười nói thừa với đối phương, Trương Huyền khoát tay áo. Điều chế nước thuốc làm cho đối phương có thể hoạt động, mục đích chính là cái này. Nếu đã đứng dậy, lại làm nhanh một chút đi. Đánh quyền, hiện tại thân thể ta suy yếu,
một điểm chân khí cũng không lấy ra được. Cho dù đánh cũng vô dụng, vẫn không cần bêu xấu đi. Thẩm Hồng lắc đầu. Trải qua sinh tử, ta cũng nghĩ thông suốt, vương quốc có thể bảo vệ được thì bảo vệ, không bảo vệ nổi, cũng là do số mệnh đã định. Không cần thiết phải liều mạng cưỡng ép. Trương Huyền, ta muốn ngươi đánh quyền, là muốn cho đồ thư quán hình thành sách, biết được ngươi rốt cuộc có vấn đề gì xảy ra. Ngươi tới nói thao thao bất tuyệt với ta làm gì? Còn chơi lên triết học. Thẩm Hồng lão đệ từng trải sinh tử có loại cảm ngộ này, thật sự là không tệ. Tất cả phú quý cũng không có tác dụng, thực lực bản thân mới là quan trọng nhất, quyền lợi của vương quốc tuy tốt, lại hạn chế sự phát triển của ngươi. Bằng không, dựa vào thiên phú của ngươi, khẳng định sớm đã đột phá đạt được tông sư. Trương Huyền còn chưa kịp nói, Lưu Lăng ở bên cạnh lại thỏa mãn gật đầu, trong mắt đầy tán dương. Đúng vậy, đáng tiếc ta lĩnh ngộ muộn. Thẩm Hồng lão tổ thở dài một tiếng, lại nhìn về phía Trương Huyền. Tuy rằng như vậy, vẫn cảm ơn Dương Sư giúp đỡ, khiến cho ta khôi phục ý thức. Cho dù không có thực lực, ta cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Thẩm Hồng lão tổ đang muốn nói tiếp, liền thấy sắc mặt Dương Sư trước mắt tái xanh, rất khó coi. Ngay sau đó một cái tát đánh qua. Bốp! Vừa lúc đánh vào trên gáy. Bịch! Thẩm Hồng lão tổ mới nói phân nửa, trước mắt tối sầm, lập tức nằm thẳng dưới đất, ngất đi. Bảo ngươi đánh quyền thì đánh quyền, nói thừa thật sự nhiều. Vỗ vỗ tay, Trương Huyền hừ một tiếng. Hắn quay mặt lại, liền nhìn thấy Thẩm Truy bệ hạ, ba vị danh sư trợn mắt hốc mồm nhìn qua. Chương 233, phương pháp trị liệu kỳ lạ cho Thẩm Hồng thượng một. Thảo nào Trương Huyền tức giận, thời gian nước thuốc thập toàn có thể khiến cho người ta hồi quang phản chiếu có hạn, chỉ có khoảng một nén hương. Người này không đánh quyền, không ngừng ở đây thao thao bất tuyệt, còn nói cảm ngộ nhân sinh gì đó. Cảm ngộ em gái ngươi ấy. Không nhanh để cho thiên đạo đồ thư quán nhìn ra căn bệnh, sau một nén hương ngươi sẽ chết, ngược lại là xong hết mọi chuyện. Còn ta không phải ở lại chỗ này thay ngươi bảo vệ Thiên Huyền Vương quốc sao? Lại nói, thanh danh của ta làm sao bây giờ? Danh tiếng bị phá hủy, sau này còn làm sao vui vẻ lừa gạt tiền được nữa? Cho nên, thấy đối phương không đánh quyền, hắn không thể tiếp tục kìm chế được, một cái tát đánh cho hôn mê. Dù sao hiện tại người này đã dùng nước thuốc, hôn mê cũng sẽ không chết. Còn đối với Trương Huyền mà nói, đánh quyền và hôn mê sau đó bắt mạch, đều như nhau. Hắn đánh rất thoải mái, Thẩm Truy, ba danh sư mỗi một người đều phát điên. Không phải vừa cứu cho hắn tỉnh lại sao? Đánh cho hôn mê làm gì? Chẳng lẽ thật sự có một loại phương pháp khiến người ta hôn mê mới có khả năng khám bệnh sao? Dương Sư, Thẩm Truy bệ hạ đang muốn hỏi, chỉ thấy Dương Sư trước mắt khoát tay áo. Được, đừng nói nhảm, thời gian không nhiều lắm. Nói xong hắn lười để ý tới mấy người đang trợn mắt hốc mồm, ngồi xổm xuống bắt mạch cho Thẩm Hồng. Ong! Trong đầu hắn chấn động, đồ thư quán cuối cùng xuất hiện một quyển sách, trên đó viết hai chữ Thẩm Hồng. Hắn nhẹ nhàng mở ra. Thẩm Hồng, gia gia của Thẩm Truy quốc vương bệ hạ Thiên Huyền Vương quốc, cường giả nửa bước tông sư. Phía trên ghi lại lịch sử cùng chỗ thiếu hụt trên thân thể của Thẩm Hồng. Dương Sư, lão tổ còn có thể cứu được không? Chuyện bắt mạch, trước đó đã nghe Lăng Thiên Vũ nói qua, cũng không có ý kiến gì. Thấy hắn nhăn mày lại, Thẩm Truy bệ hạ không nhịn được đã đi tới. Ngay cả đám người Lưu Lăng, Trang Hiền cũng vô cùng khẩn trương. Vị Thẩm Hồng này bị tuổi tác hạn chế, sinh mạng đi tới điểm cuối. Bọn họ không có cách nào trị liệu, càng không có biện pháp giúp hắn đột phá. Bọn họ muốn nghe thử cách nhìn của vị Dương Sư này. Cứu hắn tỉnh lại trước đã. Vung tay lên, Trương Huyền lại không khẩn trương và sốt ruột như trước nữa. Vâng. Thẩm Truy bệ hạ bấm ở nhân trung của lão tổ, đồng thời đưa chân khí vào trong cơ thể hắn. Thẩm Hồng đang hôn mê từ từ tỉnh dậy. Dương Sư. Thẩm Hồng tỉnh lại, nhìn về phía Trương Huyền trước mắt, hình như còn muốn hỏi tại sao lại đánh hắn. Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, lời của người đối diện vang lên. Thẩm Hồng, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, đột phá tông sư tiếp tục sống sót. Thứ hai, giống như vừa rồi ngươi đã nói vậy, chết cũng không sao, ta cũng lại lười ra tay cứu giúp. Trước tiên phải xác nhận đối phương có nguyện ý sống hay không. Không nguyện ý, người lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào. Ta, còn có thể sống, có thể đột phá tông sư sao? Ban đầu hắn còn có ý kiến về chuyện Trương Huyền một tát đánh hắn hôn mê. Vừa nghe nói như thế,
toàn thân Thẩm Hồng chấn động, sắc mặt kích động trở nên trắng bệch. Đột phá tông sư khó khăn tới mức nào, hắn đều biết rõ ràng. Đến cuối cuộc đời, hắn vẫn chưa từng thành công. Hiện tại hắn đã sắp chết, hoàn toàn không có chút tiềm lực nào có thể đào khoét nữa. Còn có thể thành công sao? Muốn đột phá, là có thể thành công. Không muốn thì thôi, không cần lại tiêu hao tâm thần của ta. Thần sắc Trương Huyền thản nhiên. Dĩ nhiên muốn, khẩn cầu Dương Sư truyền thụ cho ta đột phá phương pháp. Làm gì có can đảm dám do dự, Thẩm Hồng lập tức quỳ gối. Cảm giác không thoải mái trước đó đã biến mất không thấy bóng dáng. Vừa rồi mới, thông suốt sáng tỏ, cũng chỉ bởi vì không có cách nào tự mình an ủi mình mà thôi. Có cơ hội đột phá, kẻ ngu si mới muốn tìm cái chết. Muốn sống đơn giản, chỉ có điều. Đi vòng quanh Thẩm Hồng một vòng, Trương Huyền hình như đang quan sát cái gì. Hắn dừng bước, ánh mắt mang theo sự thâm thúy. Phải nghe lời của ta, hoàn toàn dựa theo lời ta nói để làm, không nên phản bác, không nên phản kháng. Bằng không, ta cũng không có cách nào khiến cho ngươi thành công. Nói cách khác, bảo ngươi làm cái gì, thì ngươi làm cái đó, toàn lực phối hợp, không cần hỏi thăm. Cái này đơn giản, là chuyện nhỏ mà thôi. Còn tưởng rằng chuyện phức tạp tới mức nào, nghe được dễ dàng như vậy, Thẩm Hồng liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trước đây thời điểm lão sư dạy dỗ tu luyện, cũng không phải như vậy sao? Cho là chuyện nhỏ, hắn không thèm quan tâm. Vừa nói xong hắn cũng nhìn thấy được đám người Thẩm Truy Bệ Hạ và ba danh sư nhìn qua. Mỗi một đều đầy vẻ thông cảm. Không thông cảm cũng không được, vị Dương sư này bẫy chết người không đền mạng, còn chưa bắt đầu trị liệu, khiến ngươi mở miệng đáp ứng. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết khẳng định không phải là chuyện tốt. Thế nào? Thấy loại ánh mắt này, Thẩm Hồng kỳ quái. Hai ngày nay hắn đều nửa chết nửa sống, cũng không biết Điển Cố Trang sư đột phá, còn lấy vấn đề của mình ra nói. Không có gì. Cố nén kích động muốn mở miệng, Thẩm Truy Bệ Hạ che chán. Thủ đoạn kỳ lạ của Dương sư, hắn xem như đã thấy qua. Xem ra vị lão tổ này nhà mình sẽ giống như Trang sư, sắp bị tàn phá. Đồng ý là tốt rồi. Thẩm Truy Bệ Hạ, đi tìm Vũ Cơ trong cung tới đây, cần người có vóc dáng đẹp. Thấy hắn đồng ý, Trương Huyền gật đầu, bàn tay vẫy một cái, vẻ mặt chính khí. Vũ Cơ. Trên đầu Thẩm Truy Bệ Hạ và ba danh sư dâng lên dấu hỏi. Vũ Cơ chỉ biết khiêu vũ, cơ bản không có tu vi gì. Tìm các nàng tới làm gì? Các nàng qua, là có thể khiến cho Thẩm Hồng đột phá sao? Hơn nữa, cần người vóc dáng đẹp. Ta tại sao nghe lời này, không giống như chữa bệnh vậy? Vâng. Trong lòng kỳ quái, Thẩm Truy Bệ Hạ lại biết trí tuệ của Dương Sư, người như hắn không thể hiểu được. Hắn không có quá nhiều do dự, xoay người phân phó. Động tác của Vương Cung rất nhanh, thời gian mười mấy lần hít thở, mười mấy vũ cơ dáng người cao giáo, xinh đẹp động lòng người đi đến. Tuy rằng so với đám người trầm bích như còn xa mới bằng được, nhưng cũng là mỹ nữ trăm người mới có một. Động tác, tư thái, cử động đều khiến người ta đặc biệt hưởng thụ. Dương Sư, ngươi xem những người này được không? Chương 234, phương pháp trị liệu kỳ lạ cho Thẩm Hồng thượng hai. Không sai, chỉ là y phục mặc có hơi nhiều, bỏ tất cả những ống tay áo này đi. Trương Huyền tiếp tục phân phó. Mặc nhiều quần áo. Sắc mặt ba danh sư càng thêm cổ quái. Tìm Vũ Cơ, cởi quần áo. Trời ạ, đây là hỗ trợ đột phá sao? Thế nào lại có cảm giác đang đi dạo trong kỹ viện, lựa chọn nữ nhân trong lòng? Nếu không phải một lòng muốn xem hắn rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì, sợ rằng bọn họ cũng đợi không nổi nữa. Trước đó đã đoán được thủ đoạn của hắn không chính thống. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại không chính thống như thế. Danh sư người ta lợi hại đều cực kỳ nghiêm túc, nói năng thận trọng, thủ đoạn đều quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính. Người thì hay rồi, cứu người cũng giống như đi dạo kỹ viện. Tuy rằng còn không biết hắn muốn làm gì, nhưng mấy người đã có dự cảm không lành. Những vũ cơ này đều là vương cung ngự dụng, đừng nói cởi quần áo, cho dù làm những chuyện khác, cũng sẽ không chút do dự. Nghe được phân phó, chỉ mấy hơi thở bọn họ lại bỏ trường sam bên ngoài. Tất cả tháo bỏ, lưu lại áo lót bó sát người. Cảnh xuân vô hạn. Được rồi, Thẩm Truy Bệ Hạ, ngươi lại giúp ta chuẩn bị vài thứ. Trương Huyền xoay đầu lại, hạ giọng, lặng lẽ phân phó. Dương sư cần gì nói thẳng là được, cái gì? Nói phân nửa. Lời nói thoáng cái dừng lại,
Thẩm Truy bệ hạ giống như là bị người bóp lấy cổ, mắt trợn tròn, thiếu chút nữa thì điên mất. Dương sư, nếu như, người có hứng thú, muốn bao nhiêu, ta cho người đưa tới phủ đệ của ngươi bấy nhiêu. Ở chỗ này, không tốt lắm đi. Không cần nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhanh đi đi. Trương Huyền một cước đạp tới. Vâng, vẻ mặt buồn bã giống như đưa đám, Thẩm Truy đi an bài. Trong ba danh sư, Lưu Lăng có thực lực mạnh nhất. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, vẫn bị hắn nghe được. Hắn cũng thoáng lảo đảo, trước mắt hiện ra sao đen. Hắn bảo Thẩm Truy làm gì? Nhìn vẻ mặt của hắn, biết chắc đã nghe được cái gì, Trang Hiền, Trịnh Phi không nhịn được hỏi. Hắn bảo Thẩm Truy bệ hạ đi tìm một thứ. Vẻ mặt Lưu Lăng vỡ mộng. Thứ, là thứ gì khiến cho Thẩm Truy chấn động kinh ngạc như thế? Là, Xuân Dược. Xuân Dược. Trang Hiền, Trịnh Phi đầu tiên là sửng sốt, ngay lập tức đồng tử mỗi một người liền trợn tròn. Trời ạ! Đã sớm đoán được phương pháp của Dương Sư này không phải tốt lành gì. Nghe được thứ này, bọn họ đều không nhịn được nữa, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Thật đúng như bọn họ đã suy đoán, bẫy chết người không đền mạng. Giúp người đột phá, đã thấy qua cần thuốc bổ, cần đan dược, cần linh bảo, cần bí tịch. Nhưng vừa mở miệng đòi Xuân Dược, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nghe được, lần đầu tiên thấy. Tìm vũ cơ, cởi quần áo. Sau đó tìm thứ này, làm thật sự triệt để. Đại ca, người đây là giúp người đột phá, hay giúp người lớn bảo vệ sức khỏe? Ba người lại nhìn về phía Thẩm Hồng cách đó không xa hoàn toàn không hay biết gì cả, tràn ngập sự thông cảm. Ngày hôm qua Trang Sư bị bao tải bịt kín đánh ngoan độc một trận, chỉ ít danh tiết còn. Thật sự bởi vì đột phá, ở trước mặt mọi người làm ra chuyện đồi phong bại tục gì, còn không một hơi không thể được, lập tức chết đi. Thời điểm mấy người đầy suy sụp, Thẩm Truy bệ hạ đã sai người ta tìm tới một cái bình ngọc, chứa đầy thuốc được chế tạo đặc biệt. Trong hậu cung 3.000 mỹ nữ, hắn cũng không thể ngoại lệ. Mấy thứ này tìm ra được cũng không phức tạp. Nuốt vào. Cầm bình ngọc trong tay, Trương Huyền đi tới trước mặt Thẩm Hồng. Vâng. Thẩm Hồng lão tổ cũng không biết bên trong chứa cái gì, trên mặt đầy tín nhiệm và sùng bái, tiếp nhận bình ngọc, không chút do dự nuốt thuốc xuống. Nhìn động tác sảng khoái như vậy, ba đại danh sư, Thẩm Truy bệ hạ lông mày giật mạnh. Được, đi cùng các nàng khiêu vũ. Thấy hắn uống thuốc xong, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Khiêu vũ. Thẩm Hồng sửng sốt. Hắn là một lão đầu, cùng những nữ tử như hoa như ngọc này khiêu vũ. Khiêu vũ cái gì? Mấu chốt là, các nàng mặc ít như vậy, nếu thật sự qua, rất dễ dàng va chạm ma sát. Trong lòng hắn đang rầu rĩ, lại cảm thấy trong cơ thể có một cảm giác khô nóng từ dưới bụng sinh ra. Hắn lại nhìn về mười mấy vũ cơ phía trước mắt, không ngờ phát sinh một chút kích động. Tăng tăng tăng. Kích động này càng lúc càng mãnh liệt, rất nhanh lại không nhịn được nữa. Không thể không nói, Thẩm Truy bệ hạ tìm tới thuốc này rất lợi hại, tốc độ thiêu đốt cũng rất nhanh. Mấy hơi thở qua đi, hai mắt Thẩm Hồng đã ửng đỏ, có phần không nhịn được. Ăn loại thuốc này vào, cho dù không mấy quyến rũ, cũng khó có thể chịu đựng được. Hiện tại trước mắt hắn xuất hiện thêm nhiều nữ tử trẻ tuổi như hoa như ngọc, xinh đẹp động lòng người, hơn nữa quần áo, đơn giản, như vậy, hắn có thể nhịn được mới là kỳ lạ. Gào thét một tiếng, Thẩm Hồng lão tổ lại muốn tiến lên. Ngăn cản hắn, để cho những vũ cơ kia khiêu vũ ở trước mặt hắn, càng lẳng lơ càng tốt. Trương Huyền tiếp tục phân phó. Vâng. Trên đầu Thẩm Truy bệ hạ đổ đầy mồ hôi. Trời ạ, đây là biện pháp đột phá gì vậy? Ăn xuân dược, lại chỉ có thể nhìn. Vù vù vù. Rất nhiều vũ cơ nghe được phân phó, nhảy càng thêm thướt tha nhiều vẻ, càng gợi cảm, lẳng lơ. Dáng người kiều mị không ngừng uốn éo, làn da trắng như tuyết phản xạ ánh sáng, cho người ta một loại cảm giác ôn hòa như ngọc. Nhất là động tác, vừa lúc nắm lấy chỗ ngứa ngáy của nam nhân, đừng nói Thẩm Hồng nuốt vào xuân dược. Ngay cả ba đại danh sư nhìn thấy được, cũng có chút môi khô khốc, trong lòng ngứa ngáy. Đây thật là, muốn giúp người đột phá sao? Vốn tưởng rằng bị chùm đầu đánh một trận khiến người ta đột phá đã đủ kỳ lạ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, điều này càng kỳ lạ hơn. Ba đại danh sư cũng sắp khóc, nhìn thấy được cảnh này bọn họ mới biết được, mấy năm nay những lý luận, quy tắc bọn họ học được, đều muốn nổ tung. Chương 235, phương pháp trị liệu kỳ lạ cho Thẩm Hồng hạ 1. Thẩm Truy, ngươi cho ta ăn cái gì? Cảm nhận được trên người có khí tức khô nóng không có cách nào phát ra, khiến cho hắn phát điên,
Thẩm Hồng cuối cùng cũng cảm thấy được điểm không bình thường, không nhịn được rít gào. Là, Xuân Dược. Thẩm Truy không thể làm gì khác hơn là theo thực tế trả lời. Xuân Dược, ta làm nãi nãi ngươi. Thẩm Hồng thoáng lảo đảo. Đã thấy hãm hại phụ thân, hãm hại nương, chưa thấy qua hãm hại gia gia. Cho gia gia ruột của mình dùng Xuân Dược, ta làm nãi nãi ngươi. Ngươi muốn đùa chết ta sao? Thẩm Hồng cảm thấy trực tiếp phát điên rồi. Lão tổ, đừng trách ta, là Dương sư muốn ta làm như thế, ta cũng không có cách nào. Thẩm Truy bệ hạ cũng sắp khóc. Trước đó rót thuốc cho lão tổ, thiếu chút nữa khiến hắn chết, trong lòng đã có bóng ma. Lúc này còn bị chửi cho máu chó đầy đầu. Ta trêu ai, ta ghẹo ai? Không phải muốn cho gia gia sống thêm một khoảng thời gian sao? Kết quả, ý tốt lại biến thành như vậy. Dương sư, hai mắt đỏ ngầu, đè nén sự nóng nảy trong lòng. Thẩm Hồng liếc mắt thoáng nhìn Trương Huyền cách đó không xa, thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, không dính bụi trần. Hắn xoay đầu lại, một tát đánh vào trên mặt Thẩm Truy bệ hạ. Ngươi thối lắm, Dương sư đường đường là danh sư, chính trực cao thượng, làm sao có thể cho ta ăn thứ này? Còn dám đi hất nước bẩn lên trên người Dương sư, ngươi có tin ta hiện tại lại bóp chết ngươi hay không? Thẩm Truy, chính trực cao thượng, hắn chính trực chỗ nào, vừa rồi không phải tát một cái. Đánh ra ra bất tỉnh sao? Còn hắt nước bẩn. Ta không nghe theo mệnh lệnh của hắn, dám cho ngươi ăn thứ này sao? Thẩm Truy bệ hạ hoan uổng muốn nôn ra máu. Thẩm Truy bệ hạ ngẩng đầu nhìn lại về phía Dương sư cách đó không xa, muốn để cho hắn giải thích vài câu, lại thấy người này đang chắp hai tay ở sau lưng, nhìn chếch lên nóc nhà, bộ dạng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, mọi việc đều không để ý tới. Hình như hắn đang nói, việc này là do ngươi làm. Ta căn bản không biết. Ngươi là một tiểu súc sinh. Mệt ta trước đây thương ngươi như thế. Ai nha, ta không nhịn được nữa. Đừng cản ta. Thẩm Hồng lão tổ mắng một câu, cũng lại không chịu nổi lửa nóng sắp sôi trào trong ngực, giống như sói rú lên một tiếng, liền phóng về phía thân thể rất nhiều mỹ nữ đang uốn éo ở trước mắt. Nhưng còn chưa có xông lên được hai bước, hắn lại cảm thấy trên gáy tê dần. Bịch! Hắn nằm trên mặt đất, lại ngất đi. Ra tay vẫn là Trương Huyền. Nhìn thấy được lão tổ lại bị đánh ngất xỉu, Thẩm Truy bệ hạ thở phào nhẹ nhõm. Dương sư, tiếp theo phải làm thế nào? Cứu cho hắn tỉnh lại, sau đó để cho những vũ cơ kia tiếp tục khiêu vũ ở trước mặt hắn. Trương Huyền phân phó. Tiếp tục. Môi Thẩm Truy bệ hạ run rẩy. À, đúng rồi, chờ hắn tỉnh lại, nói vừa rồi là ngươi đánh hắn ngất xỉu. Còn nữ, một lát nữa khi nhìn thấy được hắn không khống chế được tâm tình. Tiếp tục đánh ngất xỉu. Chỉ có điều, người đừng ra tay, để cho ta tới. Đương nhiên, phải thừa nhận với hắn là người đánh. Trương Huyền nói. Thẩm Truy bệ hạ. Làm cho tỉnh lại, đánh bất tỉnh nữa. Ngươi là bị nghiện, hay muốn làm gì? Mấu chốt nhất chính là, bảo ta thừa nhận ta ra tay. Chương 236, phương pháp trị liệu kỳ lạ cho Thẩm Hồng hạ 2. Thẩm Truy bệ hạ cảm thấy trong lòng phát điên, đang muốn cự tuyệt. Lại thấy vẻ mặt Dương sư đối diện nghiêm túc nhìn qua. Không nên cự tuyệt, chuyện này quan hệ đến việc cứu chữa cho lão tổ nhà các ngươi, không thể có chút sai lầm. Bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thẩm Truy bệ hạ lần này là khóc thật. Lão tổ, thật sự không là ta hãm hại lão tổ. Thực sự là Dương sư hãm hại ngài. Bên này Thẩm Truy bệ hạ lần lượt cứu Thẩm Hồng tỉnh, lại lập tức đánh ngất xỉu, sau đó cứu tỉnh, lại đánh cho hôn mê. Lưu Lăng, Trang Hiền, Trịnh Phi ở một bên, mỗi người giống như vỡ mộng, cũng cảm thấy có chút phát điên. Lưu Sư, người kiến thức rộng rãi, có thể nhìn ra Dương Sư làm vậy là thủ đoạn đột phá gì hay không? Nghẹn hồi lâu, Trang Hiền thật sự không nhìn được nữa. Ta, cũng không nhìn ra được. Sắc mặt Lưu Sư nhất thời đỏ lên. Thủ đoạn đột phá, đây là thủ đoạn đột phá cái lông gì? Danh Sư có mấy trăm đường pháp tắc, khiến người ta đột phá tuần hoàn mấy định luật lớn. Dường như không có một cái nào để người ta ăn xuân dược, nhìn mỹ nữ. Hơn nữa càng hãm hại phụ thân hơn chính là, ăn thì thôi, còn cố ý tìm mỹ nữ mặc hở hang cám dỗ, đợi tới khi không nhịn được lại đánh ngất xỉu. Ta thấy đây không phải là giúp người đột phá, mà là cố ý chỉnh hắn đi. Đáng thương cho Thẩm Hồng cả đời uy danh, hiện tại lại giống như khách làng chơi tới kỹ viện, vừa tỉnh lại liền lao tới trên người mỹ nữ. Đột phá cái rắm ấy. Ta cảm thấy đây là cố ý chỉnh Thẩm Hồng. Ta lớn như vậy,
vẫn chưa nghe nói qua ăn xuân dược có thể ăn tới mức đột phá. Trịnh Phi lắc đầu, sắc mặt tái xanh. Đây là một trò khôi hài. Lưu sư, ta thấy vẫn nên ra tay ngăn cản. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, còn ra thể thống gì? Chuyện này, Lưu Lăng có chút do dự. Không có gì phải do dự nữa. Ngươi nhìn Thẩm Hồng hiện tại, đã hoàn toàn điên rồi. Một khi tin tức truyền đi, cho dù chết, cũng sẽ chẳng còn bao nhiêu mặt mũi. Trịnh Phi bực bội nói. Nghe nói như thế, Lưu Lăng, Trang Hiền ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên nhìn thấy Thẩm Hồng ban đầu vẻ mặt nho nhã, lúc này giống như người điên, giãy giụa lao về phía một nữ tử xinh đẹp. Trang phục trên thân hắn đã gần như bị xé rách, hai mắt đỏ ửng, toàn thân giống như con sói hoang phát điên. Nhưng, Dương Sư giúp ta đột phá, cũng không thể tưởng tượng nổi. Có thể cũng sử dụng phương pháp tương đồng hay không, thoạt nhìn không dễ nhìn, trên thực tế thật sự là vì tốt cho hắn. Khóe miệng Trang Hiền giật một cái. Người có phụ thân là danh sư, tu luyện bảo thủ không chịu thay đổi, khiến cho ngươi tức giận đột phá, đúng. Nhưng cái này, đột phá thế nào, trước đó không nói có khả năng hay không, chỉ nói trạng thái Thẩm Hồng hiện tại, cho dù chân khí đầy đủ, cũng không đột phá nổi. Trịnh Phi nói, tông sư là một cửa ải khó khăn nhất trong 9 tầng của võ giả, giống như cá chép hóa rồng. Một khi đột phá có sự bay vọt về chất, vô số nhân vật thiên tài tuyệt đỉnh, nắm giữ trạng thái tốt nhất và chân khí hùng hậu nhất, cũng không có cách nào thành công, cuối cùng bị vây khốn chết tại một bước này. Thẩm Hồng hiện tại một lòng muốn lao về phía mỹ nữ, từ lâu đã mất đi lý trí, làm sao có thể thành công? Không phải lúc này đây nói đùa sao? Nếu quả thật là như vậy, mọi người cũng không cần tu luyện, đều đi chơi kỹ viện mấy ngày, chẳng phải sẽ biến thành tông sư sao? Điều này, không có điều này gì nữa. Kìa, Lưu sư nhanh quyết định một chút, ta có thể dùng tính mạng đảm bảo, tiếp tục như vậy, Thẩm Hồng khẳng định không có cách nào đột phá. Nếu thật sự có thể thành công, ta cắt đầu xuống. Trịnh Phi nói lời chắc chắn. Ầm ầm, hắn còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy một khí tức cường đại từ cách đó không xa truyền lại, nóng rực giống như mặt trời thiêu đốt. Đây là cái gì? Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Hồng lão tổ mới vừa rồi còn điên cuồng vô cùng, muốn lao về phía mỹ nữ trước mắt, chẳng biết từ lúc nào đã giống như thánh nhân, khoanh chân ngồi dưới đất. Khí tức trên người hắn lúc sáng lúc tắt phun ra nuốt vào, cho người ta một loại cảm giác sâu như vực rộng như biển, lại không còn vẻ suy nhược như trước, giống như người trẻ tuổi, tản ra lực sinh mạng mạnh mẽ. Ngay cả Thẩm Truy bệ hạ ở bên cạnh đều bị lấn át. Võ giả bát trọng, tông sư cảnh. Thật sự có thể đột phá. Trịnh Phi chỉ cảm thấy gương mặt của mình giống như bị người hung hăng tát một cái. Hắn cũng sắp khóc. Vừa nói xong khẳng định không có cách nào thành công, lại lập tức đột phá cho mình nhìn. Ăn xuân dược, đột phá tông sư cảnh. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là thế nào? Chương 237, Lục Tầm vay tiền 1. Không chỉ hắn có biểu tình như cha chết mẹ chết, Lưu Lăng, Trang Hiền ở một bên cũng há hốc miệng, dường như có thể nuốt vào cả một quả trứng vịt. Võ giả bát trọng tông sư cảnh và thông huyền cảnh có sự khác biệt về chất. Trình độ sinh mạng cũng sẽ khác, tuổi thọ còn bởi vậy được kéo dài. Tuổi thọ của võ giả bình thường, 7, 80 tuổi chính là cực hạn. Đạt được tông sư cảnh, sống quá 100 cũng không thành vấn đề. Chính vì vậy, muốn đột phá khó khăn giống như bước qua lạch trời. Từ việc những danh sư bọn họ đều dừng lại ở nửa bước tông sư, không có cách nào thành công, cũng có thể thấy được độ khó trong đó. Tình hình của Thẩm Hồng, bọn họ vừa đến Thiên Huyền Vương quốc lại đặc biệt quan sát, sức sống tan biến, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Cho dù chân khí đầy đủ, căn bản cũng không có khả năng có tinh lực đột phá. Nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới, một cửa khó khăn nhất ở trong mắt bọn họ, tự nhiên bị vị Dương sư trước mắt này dùng một bình thuốc lại giải quyết dễ dàng. Tương phản quá mãnh liệt, khiến cho mấy người cảm thấy nhận thức của mình trước đó đều đổ nát. Thẩm Truy bệ hạ và ba sư đều có ý nghĩ giống nhau, cảm thấy vị Dương Huyền trước mắt này, nhất định là cố ý chỉnh hắn. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, lão tổ không ngờ thật sự thành công. Đây chính là tông sư cảnh thật sự. Cảm ơn Dương sư. Không biết qua bao lâu, Thẩm Hồng chợt đứng lên, hét dài một tiếng, tiếng như rồng lớn. Hắn đi vài bước đến trước mặt Trương Huyền, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bị dừng ở chỗ này nhiều năm như vậy, hắn vốn tưởng rằng mình chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không có cơ hội nữa. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, không ngờ thành công. Thấy hắn quỳ gối trước mặt,
Trương Huyền cũng không đi tới đỡ, chắp hai tay ở sau lưng, nhìn quanh một vòng, bước đi chậm rãi thong thả. Thẩm Hồng là tuổi thọ đã hết, cơ năng của thân thể suy yếu đến cực hạn. Lúc này, đối với mong muốn sống sót cũng không mãnh liệt nữa. Chính vì vậy, hắn có khả năng nhìn thấu sinh tử, cảm thấy tử vong cũng không đáng sợ như vậy. Dưới tình huống này, bất kể tâm cảnh hay là thân thể, đều đạt tới thời kỳ suy bại. Đừng nói thuốc bổ, cho dù đan dược nhị phẩm, tam phẩm lợi hại, cũng không thể khiến cho hắn đột phá cửa ải khó khăn lớn nhất, trùng kích tông sư. Mọi người biết hắn thật sự giải thích cho hành vi vừa rồi. Tất cả đều không dám thở mạnh, cẩn thận lắng nghe. Cho nên, muốn khiến cho hắn tiếp tục sống sót, đầu tiên cho hắn lý do sống sót, hơn nữa còn là lý do không có thể cự tuyệt. Chỉ cần là nam nhân, bất cứ lúc nào cũng không có cách nào từ chối được nữ nhân trẻ tuổi, huống gì còn uống xuân dược. Dưới sự kích thích của xuân dược, cơ năng toàn thân xác định sẽ một lần nữa thiêu đốt, khôi phục thanh xuân. Loại tâm tình này một khi tích lũy đầy đủ, muốn lại đột phá, cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là công pháp hắn tu luyện. Nếu như ta không nhìn nhầm, chắc là Liệt Dương Quyết. Nói đến đây Trương Huyền nhìn qua. Vâng. Thẩm Hồng gật đầu thừa nhận. Hắn tu luyện chính là Liệt Dương Quyết, công pháp lợi hại nhất Thiên Huyền Vương Quốc. Loại công pháp này, như mặt trời chói chang, dương khí trùng thiên, là bí tịch hiếm có. Nam nhân tu luyện, uy lực càng mạnh hơn. Dựa theo lẽ thường, cơ năng thân thể hắn đã đánh mất sạch sẽ, cho dù có thuốc trợ giúp, cũng không có khả năng trở lại đỉnh phong. Nhưng nhiều năm tu luyện Liệt Dương Quyết, trong cơ thể tích góp vô số chân hỏa dương khí. Lúc này trải qua thuốc dẫn phát, lại thêm mỹ nữ câu dẫn, thật sự giống như tia lửa thả vào trong dầu thùng, lập tức đốt lên lửa lớn cháy hừng hực. Tinh khí thần toàn thân tập trung ở một điểm, bắt đầu đột phá lên. Muốn không đột phá cũng khó khăn. Giải thích xong, Trương Huyền đứng yên tĩnh tại chỗ, xung quanh lặng ngắt như tờ. Thật ra hắn không nói ra điểm quan trọng nhất. Bất kể thuốc hay Liệt Dương Quyết, cũng chỉ là một điểm đột phá, chuyện quan trọng nhất chính là. Hắn đập đối phương hôn mê. Mỗi một lần động thủ, hắn lại rót chân khí của mình vào trong cơ thể đối phương, đả thông một chỗ giàn cản kinh mạch bế tắc, kinh mạch hoàn toàn thông suốt, lại thêm tâm tình kích phát tới cực điểm. Lúc này mới một lần hành động thành công, bước ra một bước cuối cùng. Đương nhiên, chân khí của hắn quá mức tinh thuần, thực lực cũng chỉ có ích huyệt cảnh. Muốn lừa dối đám người Tôn Cường rất đơn giản, nhưng nếu thật sự để cho Thẩm Hồng ý thức được, nhất định có thể nhìn ra được điểm gì đó. Cho nên, hắn mới cố ý để cho Thẩm Truy Bệ Hạ nói là hắn đánh đối phương bất tỉnh. Không phải hắn cố ý giả bộ làm người tốt. Về phần hiện tại, đối phương đột phá thành công. Chân khí của mình cũng cùng đối phương hoàn toàn dung hợp, thật giống như nước trong dung nhập nước đục trong, còn muốn tìm kiếm, cũng không tìm được. Điều này, nghe giải thích xong, ba đại danh sư mỗi một ngây ra như phỗng. Trời ạ, như vậy, cũng được. Bọn họ đều là danh sư xuất thân chính quy, gặp qua không ít thủ đoạn giúp người đột phá. Nhưng loại phương thức đột phá này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được. Đây cũng không phải là rời kinh phản đạo. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù nghĩ vỡ đầu, bọn họ cũng không nghĩ ra được. Uống thuốc uống tới đột phá, suy nghĩ một chút cũng choáng váng. Có rất nhiều loại đột phá, cứ bảo thủ tuân theo nếp cũ, rất nhiều tình huống là không thể thực hiện được. Làm danh sư, cần phải không ngừng cân nhắc, mà không phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Trương Huyền khoát tay áo, cái bóng thon dài được kéo ra thật dài. Toàn thân giống như là cường giả siêu cấp không được người lý giải. Tịch Mịch nói không nên lời. Dương sư dạy phải. Ba đại danh sư đồng thời cung kính cúi đầu. Lúc này bọn họ bội phục vị Dương Huyền này sát đất. Không bội phục không được, quá thần kỳ. Cho ăn loạn côn, khiến Trang sư nhiều năm không có cách nào đột phá lại đột phá thành công. Tùy tiện điều chế ra nước thuốc chỉ độc sư có khả năng phối hợp. Thẩm Hồng uống thuốc uống tới đột phá. Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ cê cảm thấy giống như nằm mơ. Ừ. Thấy bọn họ lý giải, Trương Huyền gật đầu, hắn đang định từ biệt trở về phủ đệ, lại thấy có đôi mắt xuất hiện ở trước mắt, vẻ mặt ngượng ngùng và hưng phấn. Hắn lui về sau một bước, lúc này mới nhìn rõ. Đó chính là Trịnh Phi trong ba danh sư. Vừa rồi hắn chất vấn vô cùng ngoan độc, thậm chí mở miệng bảo đảm, chỉ cần Thẩm Hồng có thể đột phá, cắt bỏ đầu. Hiện tại hai mắt hắn lại tỏa sáng, giống như chúng giải thưởng lớn. Ngươi muốn làm gì? Trương Huyền đầy cảnh giác. Dương sư, ta cũng dừng lại ở nửa bước tông sư cảnh không biết bao nhiêu năm.
hiện tại ta lại sẽ chuẩn bị thuốc cùng mỹ nữ, ta cũng muốn trùng kích tông sư cảnh một chút. Chương 238, Lục Tầm vay tiền 2. Trong tay Trịnh Phi chẳng biết từ lúc nào cầm một cái bình ngọc, đổ ra đan dược bên trong, lại muốn nuốt vào. Trương Huyền. Thẩm Truy bệ hạ, Lưu Lăng, Trang Hiền. Trương Huyền bất đắc dĩ, thật vất vả khuyên can đối phương. Mỗi người tu luyện công pháp khác nhau, tính cách khác nhau, tu vi khác nhau, phương pháp đột phá khẳng định cũng không giống nhau. Làm danh sư, Trịnh Phi khẳng định hiểu đạo lý này. Nhưng hắn vẫn coi thường sức hấp dẫn cảo cảnh giới tông sư. Tuổi thọ gia tăng rất lớn, chỉ riêng điều này là có thể khiến cho vô số người mất đi lý trí và sức phán đoán. Thật ra không chỉ Trịnh Phi động tâm, ngay cả ánh mắt Lưu Lăng, Trang Hiền nhìn về phía hắn cũng biến thành nóng như lửa. Ngay cả Thẩm Hồng sắp phải chết, vị dương sư này cũng có thể chỉ điểm đột phá. Bọn họ tinh lực tràn đầy, lại là danh sư, chẳng phải sẽ dễ dàng đột phá hơn sao? Nghĩ đến điểm này, ba vị danh sư mỗi người đều đánh chú ý, dự định cùng người trước mắt làm tốt quan hệ, tranh thủ có thể để cho hắn hỗ trợ ra tay chỉ điểm một lần. Thấy bọn họ đều muốn để mình chỉ điểm, Trương Huyền thấy da đầu tê dại. Hắn đang định từ biệt, lại thấy một tên hộ vệ từ bên ngoài đại điện đi đến. Hồi bẩm bệ hạ, hai vị lão sư Lục Tầm, Vương Siêu của Hồng Thiên Học Viện đang ở ngoài điện cầu kiến. Lúc này tới đây làm gì? Thẩm Truy bệ hạ sửng sốt, lập tức gật đầu. Để cho bọn họ vào đi. Hai vị lão sư sao kim này vô cùng có khả năng trở thành danh sư tương lai. Cho dù hắn là quốc vương, cũng không muốn tùy ý đắc tội. Huống gì hắn và trưởng bối của hai người lại có quan hệ cực sâu. Trương Huyền ở một bên cũng sững sờ. Lục Tầm, Vương Siêu. Hai người này không phải mới vừa muốn đến thăm hỏi mình sao? Thế nào lại chạy tới đây? Chẳng lẽ thời điểm mình rời khỏi phủ đệ bị bọn họ phát hiện, đuổi theo qua đây? Không có khả năng. Trong lòng nghi ngờ, bước chân đang muốn rời đi liền ngừng lại. Lục Tầm muốn cùng hắn đánh giá sư giả, trước chưa từng gặp qua. Nếu đã đụng phải, vừa vặn cũng xem thử, người này rốt cuộc có bộ dạng thế nào, lại có bản lĩnh gì? Thẩm Truy bệ hạ để cho rất nhiều vũ cơ lui ra ngoài, một lần nữa thu dọn đại sảnh một chút. Bởi vì y phục của Thẩm Hồng đều bị xé nát, không có tiện gặp người, cũng rời đi theo. Mấy người vừa mới ngồi vững, đã thấy hai người thanh niên đi nhanh đến. Nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của hai người, Trương Huyền nhướng mày. Không phải là hai kẻ ngốc ngày hôm qua gặp phải ở cổng học viện, vẻ mặt cao ngạo, xem thường kia sao? Náo loạn nửa ngày, bọn họ chính là Lục Tầm, Vương Siêu trong lời đồn đại. Thảo nào trong ánh mắt mang theo sự khinh bỉ, sợ rằng đã nhận ra mình là ai. Lục Tầm, Vương Siêu, ra mắt bệ hạ, ra mắt Lưu Sư, Trang Sư, Trịnh Sư. Hai người đồng thời ôm quyền. Thẩm Truy bệ hạ, bọn họ đã sớm gặp mặt, tất nhiên nhận ra. Tuy rằng chưa thấy qua ba danh sư, lại ba người mặc trang phục danh sư, rất dễ dàng nhận. Về phần Trương Huyền ở bên cạnh, nhìn từ cách ăn mặc, mũ lông chồn rực rỡ, phong thái nông nổi, vừa nhìn chính là nhà giàu mới nổi. Bọn họ chỉ liếc mắt một cái, lại không tiếp tục để ý tới nữa. Lão sư Sao Kim cũng có kiêu ngạo của lão sư Sao Kim, không phải bất kỳ kẻ nào cũng sẽ hành lễ. Bọn họ một mực muốn qua thăm hỏi Dương Sư, trên thực tế chưa từng thấy qua. Cũng không biết người đang ngồi trước mắt này chính là Dương Sư. Hai vị lúc này tới tìm ta, vì chuyện gì? Thẩm Truy bệ hạ thấy hai người không để ý tới Dương Sư, có chút không vui, muốn giới thiệu, lại thấy người này ra hiệu không cần. Hắn không thể làm gì khác hơn là nuốt lời định ở trong miệng, nghi ngờ hỏi. Hai chúng ta mạo muội đến đây, quả thật có một yêu cầu quá đáng. Lục Tầm do dự một chút, mở miệng nói. Muốn mượn bệ hạ 300 vạn kim tệ. Vay tiền. Thẩm Truy bệ hạ cảm thấy kỳ quái. Dựa vào gia thế của hai người, còn cần mở miệng hỏi mình sao? Hơn nữa, mở miệng là 300 vạn, mượn nhiều tiền như vậy muốn làm gì? Hai người chúng ta muốn thăm hỏi Dương Sư, nói vậy bệ hạ cũng nghe được quy định. Vào cửa lại cần phải giao nộp 300 vạn. Thấy hắn nghi ngờ, Lục Tầm cũng không che giấu, nói ra mục đích của mình. Số tiền này chúng ta chỉ là mượn tạm. Chỉ cần có thể nhìn thấy Dương Sư, ta có tự tin có thể khiến cho hắn thu làm học đồ. Đến lúc đó 300 vạn khẳng định cũng sẽ được lấy trở về, trả bệ hạ. Muốn bái kiến Dương Sư. Nghe được mục đích của hắn, Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư nhìn nhau. Dương Sư ngươi muốn bái kiến đang ngồi ở cách đó không xa. Nhưng ngươi tự nhận là cao ngạo,
ngay cả một chút lễ tiết cũng không làm được, có mắt không tròng. Như vậy lại còn muốn làm học đồ của hắn. Sắc mặt mọi người cổ quái, Trương Huyền ở một bên gãi đầu nhìn lại, hắn thật sự có chút kỳ quái. Người này không nên tự tin như vậy chứ, 300 vạn sẽ được trả về. Ngươi lại xác định Dương Sư sẽ thu ngươi như vậy sao? Nếu chẳng may không thu nhận, vậy 300 vạn không lấy lại được, ngươi lấy cái gì trả? Đưa tay ngăn cản hành động của Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư muốn nói ra thân phận của mình, Trương Huyền không nhịn được nhìn lại. Chương 239, lời đồn đại về Trương Huyền thượng một. Lục Tầm ta ở Thiên Huyền Vương quốc có thể xông ra chút danh hiệu, chút tự tin này vẫn phải có. Về phần Dương Sư có thu nhận ta hay không, 300 vạn có thể lấy lại hay không, không phiền tiên sinh quan tâm. Thấy bệ hạ ba sư chưa từng mở miệng, một thương nhân đội mũ lông chồn rực rỡ đã hỏi thăm, Lục Tầm không nhịn được lông mày nhíu lại một cái. Đối phương có thể cùng ba danh sư, bệ hạ ngồi chung một chỗ, nói rõ địa vị không thấp. Chỉ có điều, Lục Tầm hắn cũng có kiêu ngạo của mình. Không nói gia đình đế sư, chỉ nói tuổi còn trẻ liền trở thành lão sư sao kim nổi danh nhất Thiên Huyền Vương quốc, hắn lại có tư cách, địa vị ngang hàng với một ít tộc trưởng của gia tộc lớn. Giống như trước Vương gia tộc trưởng Vương Hoàng, nhìn thấy hắn cũng muốn gọi là một tiếng Lục lão sư, không dám hoàn toàn giả vờ lớn. Người trước mắt này thì hay rồi, vừa nhìn chính là nhà giàu mới nổi, hoàn toàn không có chút phong độ nào. Cho dù có chút thân phận lại như thế nào, ta đang cùng Thẩm Truy bệ hạ nói chuyện, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, bình luận thêm. Ngươi tính nào là cộng hành? Thấy hắn tự tin như vậy, đám ba người danh sư thiếu chút nữa bị nước bọt sặc. Ba người chúng ta là danh sư thật sự, cũng hoàn toàn không dám không cung kính. Ngươi chỉ là một lão sư sao kim ngay cả học đồ cũng không bằng, ra vẻ ta đây cái gì? Ta không phải quan tâm, chẳng qua là cảm thấy một khi không đưa lại, tiền khẳng định không trả được. Đến lúc đó ngươi làm sao ăn nói được với bệ hạ, bán ngươi cũng không đủ số tiền này. Trương Huyền lắc đầu, có lòng tốt nhắc nhở, lại bị đối phương nói như vậy, hắn cũng thực sự bất đắc dĩ. Vị tiên sinh này xin chú ý lời nói của ngươi. Lần này Lục Tầm còn chưa mở miệng, Vương Siêu ở bên cạnh, mắt híp lại. Lục Tầm lão sư là lão sư sao kim đứng đầu Hồng Thiên Học Viện, là người sớm hay muộn cũng sẽ trở thành danh sư. Chỉ là 300 vạn kim tệ sẽ quyệt nợ sao? Đùa kiểu gì vậy? Nói không dễ nghe, số tiền này, cho dù người khác muốn đưa qua, cũng không nhất định thu. Ngươi cho rằng nhân tình của một danh sư sau này, là dễ thiếu như vậy sao? Được rồi. Lục Tầm cắt ngang lời bằng hữu tốt nói, lưng ưỡn thẳng, giống như một thanh thương, không tiếp tục để ý tới Trương Huyền nữa, lại ôm quyền nói với Thẩm Truy. Bệ hạ, Lục Tầm ta là loại người thế nào ngài cũng biết. Cho dù Dương Sư không đưa lại số tiền này, chỉ cần ta nguyện ý, cũng có tự tin trong khoảng thời gian ngắn trả lại được. Chút tiền này, vẫn không đến mức khiến cho ta mất uy tín quyệt nợ. Lão Sư Sao Kim tuy rằng không bằng danh sư, nhưng chỉ điểm cho người đột phá, chỉ điểm tu vi, vẫn có thể làm được. 300 vạn mặc dù lớn, chỉ cần nguyện ý, trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể kiếm được. Điều này, Thẩm Truy bệ hạ do dự. 300 vạn kim tệ đối với một vương quốc mà nói, không tính là gì cả. Sở dĩ hắn do dự là lo lắng chọc Dương Sư cách đó không xa mất hứng. Ta hình như nghe nói, Dương Sư hiện tại đã không còn chịu kiến người ngoài. Cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể gặp. Không để ý tới vô lễ thái độ của đối phương, Trương Huyền tiếp tục mở miệng. Người này là con trai của Lục Trầm Đại Sư, chạy đến nơi đây vay tiền, người kia nhất định là không biết. Thế nào cũng phải khuyên can một chút. Tuy rằng phải cùng hắn tiến hành đánh giá sư giả, thuộc về quan hệ đối địch, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Lục Trầm Đại Sư không ít lần giúp đỡ, con trai hồ đồ, làm trưởng bối, vẫn có tư cách nhắc nhở. Có thể gặp được hay không, đó là chuyện của bản thân ta. Vị tiên sinh này không cảm thấy có chút quá phận, quản quá rộng hay không? Thấy người này vẫn không thức thời mở miệng, Lục Tầm cuối cùng có chút mất hứng. Ta vay tiền bệ hạ, cũng không phải tìm ngươi. Cho mượn hay không, bệ hạ tự có phán đoán, không cần ngươi ở nơi này phiền lòng. Nói xong hắn vùng ống tay áo. Ngươi có phải bị bệnh không? Ta vay tiền Thẩm Truy bệ hạ, hắn còn không ngăn cản, lại không phải không trả nổi, lại còn nói vay tiền không có tác dụng, có ý gì? Cho rằng Lục Tầm ta dễ khi dễ sao? Đường đường lão sư sao kim, nếu như ngay cả một chút uy nghiêm tính tình cũng không có, mặc cho người ta nói lung tung. Sau này còn ở Thiên Huyền Vương quốc lăn lộn thế nào?
Lại nói, trên đài ba danh sư vẫn nhìn, nếu như nhìn thấy mình bị người chỉ trích, khúm núm, ngay cả một câu nói cũng không dám nói, sau này còn có tư cách gì trùng kích danh sư học đồ. Vị tiên sinh này, không quan tâm ngươi có thân phận gì, đây là chuyện giữa Lục Tầm lão sư và bệ hạ. Còn nói xen vào, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được mình quá nhiều chuyện sao? Vương Siêu cũng hừ lạnh. Ngươi là ai, không thấy được ba danh sư chưa từng mở miệng sao? Không nói lời nào, sẽ chết sao? Nhiều chuyện. Trương Huyền chỉ có lòng tốt khuyên can, không hy vọng đối phương tiêu tiền vô ích, không nghĩ tới còn bị khinh bỉ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thân phận, Dương Sư, này của hắn, rất nhanh sẽ biến mất. Ngươi muốn trở thành học đồ của hắn, rất rõ ràng lại đánh sai chủ ý. Vốn tưởng rằng gặp mặt, nói thêm vài câu, có thể đánh tan suy nghĩ này của người này. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, lòng tốt của mình bị xem thành lòng lang dạ thú. Đối phương không chỉ không cảm kích, còn nói mình thành lắm miệng. Chỉ có điều, loại thái độ này của đối phương, cũng không có gì phải tức giận. Đổi lại thành mình, nếu như mình hỏi người khác vay tiền, chủ nhà không mở miệng, bên cạnh còn có người nói chen vào, khẳng định cũng mất hứng. Ngươi tên là Lục Tầm đúng không? Trước khi tới, ta lại nghe nói qua tên của ngươi. Ta cảm thấy Dương, hắn nói rất đúng, ngươi chắc hẳn nên suy tính một chút. Trương Huyền không để ý tới châm chọc của đối phương, Lưu Lăng lại thật sự nhìn không nổi nữa. Ban đầu, cảm nhận của hắn đối với Lục Tầm rất tốt, vẫn định kiểm tra một hồi sẽ thu làm học đồ. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Nói chuyện với Dương Sư như vậy, quả thực vô pháp vô thiên, không biết trời cao đất rộng. Chút thiện cảm duy nhất cũng lập tức không còn sót lại chút nào. Cảm ơn Lưu Sư chỉ điểm, ta đã suy nghĩ kỹ. Nghe được Lưu Sư lên tiếng, Lục Tầm không dám ra vẻ ta đây, vội vàng ôm quyền. So với thái độ nói chuyện với Trương Huyền, hoàn toàn là hai khái niệm. Thấy hắn không lĩnh ngộ ý của mình, Lưu Lăng lắc đầu, không nói thêm nữa. Dương Sư ngăn cản Thẩm Truy bệ hạ nói ra thân phận, rất rõ ràng không muốn để cho đối phương biết được. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không lắm miệng, nói ra. 300 vạn mà thôi, cũng đừng nói có cho mượn hay không. Lục Trầm đại sư là sư phụ của ta, trực tiếp tặng cho ngươi cũng không sao. Thấy Dương Sư cũng không có ý trách tội, Thẩm Truy bệ hạ yên lòng, mở miệng nói. Số tiền này đối với một ít gia tộc lớn cũng không tính là gì cả. Một vương quốc tất nhiên càng xem thường, làm con trai của lão sư, đừng nói mượn, tặng không cũng không tính là gì cả. Cảm ơn bệ hạ, chỉ có điều, nếu nói mượn, đó chính là mượn. Ân tình của người khác, ta không muốn hưởng. Lục Tầm vẫy bàn tay một cái, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Đã xích mích cùng lão gia tử trong nhà, hắn là hắn, mình là mình. Làm sao có thể chiếm tiện nghi của đối phương? Chương 240, lời đồn đại về Trương Huyền thượng hai. Qua lấy 300 vạn kim tệ. Biết phụ tử bọn họ đang có chút mâu thuẫn, Thẩm Truy bệ hạ cũng không nói thêm gì nữa, khoát tay nói với thái giám ở bên cạnh. Thái giám xoay người rời đi, thời gian không lâu, hắn cầm tới một sấp kim phiếu. Cảm ơn bệ hạ, ta Lục Tầm rất nhanh sẽ trả lại, nói được thì làm được. Tiếp nhận kim phiếu, Lục Tầm lại ôm quyền. Được rồi, Thẩm Truy bệ hạ xua tay. Có thể trả thì trả, không trả được cũng không sao, hắn cũng không quá để ý. Hiện tại lão tổ đột phá, đạt được tông sư cảnh. Sau này thực lực một nước của Thiên Huyền Vương quốc khẳng định càng lúc càng cường thịnh. Một khi có thể thu hút được danh sư chấn thủ, trùng kích vương quốc nhị đẳng cũng chưa biết chừng. Chỉ là 300 vạn, không tính là gì cả. Lục Tầm, Vương Siêu lại không quấy rầy bệ hạ nữa, từ biệt. Tiền tới tay, Lục Tầm không dừng lại, xoay người tính rời đi. Vừa đi mấy bước, hắn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Ta không biết thân phận của ngươi là cái gì, có thể ở chỗ này cùng ba danh sư, bệ hạ nghị sự, chắc hẳn cũng không đơn giản. Chỉ có điều, ta còn có chuyện muốn nhắc nhở ngươi một câu. À, Trương Huyền nhìn qua. Người khác nói chuyện với nhau, tốt nhất không nên nói chen vào lung tung. Làm như vậy, làm cho người ta rất chán ghét. Lục Tầm vung cánh tay, thần sắc ngạo nghễ, giống như là một đóa sen không dính buồn, thánh khiết cao ngạo, dưới chân cũng không dừng lại, đi ra ngoài. Vương Siêu liếc mắt nhìn Trương Huyền, cười giễu cợt một tiếng, cũng theo sát phía sau. Hai người vừa rời khỏi, gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Ba danh sư mỗi một đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không còn lời nào để nói. Người này,
rốt cuộc lấy đâu ra tự tin như vậy? Không biết qua bao lâu, Trang Sư không nhịn được nói. Hắn xem như đã nhịn tới hỏng rồi. Một lão sư sao kim nhỏ nhỏ, ngay cả học đồ cũng không tính, tự nhiên mở miệng chỉ trích Dương Sư, người ngay cả bọn họ cũng cẩn thận. Lá gan cũng quá lớn đi. Ban đầu ta còn dự định thu hắn làm học đồ. Hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi. Không có lễ phép, trong mắt không có tôn trọng bề trên. Lưu Lăng cũng lắc đầu. Lục Tầm có danh tiếng rất lớn, thậm chí đã không giới hạn ở Thiên Huyền Vương Quốc. Đám người Lưu Lăng đã sớm nghe nói tới. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt lại lúng túng như vậy. Dương Sư, xin lỗi. Hắn chắc hẳn là, không biết thân phận của ngài, mới vô ý mạo phạm. Thấy ba danh sư đều có chút bất mãn, Thẩm Truy Bệ Hạ vội vàng nhìn về phía Dương Huyền, người làm đương sự, hy vọng hắn không nên tức giận. Không có gì, tuổi còn trẻ lại đạt được thành tựu như vậy, có chút cao ngạo cũng là chuyện khó tránh khỏi. Trương Huyền lắc đầu, đứng dậy. Được rồi, Thẩm Hồng đột phá, ta cũng nên đi. Mong rằng Bệ Hạ mau chóng thu thập bí tịch thông huyền cảnh hoàn chỉnh. Vâng, Thẩm Truy Bệ Hạ liền vội vàng gật đầu. Từ biệt. Sau khi đánh tiếng với ba vị danh sư khách, Trương Huyền không cần phải lưu lại nữa, liền ôm quyền, lướt nhanh biến mất. Ba danh sư và Thẩm Truy Bệ Hạ nhìn theo, nhiệt lại huyết sôi trào. Thấy được không? Dựa theo những người khác, giúp người đột phá, khẳng định nhân cơ hội vơ vét tài sản, chặt chém một hồi. Hắn, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, đi không mang theo một đám mây. Thậm chí bị tiểu bối trực tiếp chất vấn, nói móc, cũng hoàn toàn không có chút nổi nóng và tức giận nào. Đây mới thực sự là lòng dạ cùng khí độ danh sư nên có. Lưu Lăng tán thưởng. Đúng vậy, vị Dương sư này, ta phục, nếu như có thể bái hắn làm thầy, thực sự là may mắn ba đời. Trịnh Phi cũng liền vội vàng gật đầu. Trước đó nghe nói tới danh tiếng của Lục Tầm, không nghĩ tới sau khi gặp mặt, lại là bộ dạng như vậy. Sau khi cảm thán xong, nhớ tới biểu hiện của Lục Tầm trước đó, Lưu Lăng lắc đầu. Tiếp theo nghĩ tới cái gì đó, hắn hỏi. Bệ hạ lần trước có nói, mấy ngày nữa hắn sẽ cùng một người lão sư tên là Trương Huyền đánh giá sư giả, không biết có phải là sự thật hay không. Ở Thiên Huyền Vương quốc đợi một khoảng thời gian, hắn cũng đặc biệt quan tâm tới Hồng Thiên Học Viện. Chuyện này không phải là bí mật gì, sẽ hỏi thăm một chút là có thể biết rõ ràng. Thật sự có chuyện này. Thẩm Truy Bệ hạ gật đầu. Trở lại vương cung, lại nhận được tấu trình của Tiễn Các lão, hắn cũng biết sự kiện này được xác định là tam tinh. Hai lão sư lớn so đấu, tuy rằng không cản nổi chấn động do Dương Huyền danh sư tới Thiên Huyền Vương quốc, nhưng cũng quấy đảo phong vân, thu hút vô số ánh mắt. Có thể cùng hắn so đấu, Trương Huyền này chắc cũng là lão sư sao kim của Hồng Thiên Học Viện. Tại sao trước đó ta chưa từng nghe nói qua? Lưu sư thoáng hiện vẻ nghi ngờ nhìn qua. Binh đấu với binh, tướng đấu với tướng, Lục Tầm là lão sư sao kim đứng đầu Hồng Thiên Học Viện. Nếu như vị Trương lão sư này dám cùng hắn đối chiến, chắc hẳn cũng không kém hơn quá nhiều. Nhưng mình từng nghe nói về không ít lão sư tuổi trẻ tài cao, thế nào lại chưa từng nghe qua cái tên này? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 240.